chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Giang Việt Linh chết vào một ngày trời đông giá rét, tuyết rơi dày đặc. Khi thi thể được phát hiện, trong tay còn nắm chặt nửa chiếc bánh rán hành nhặt được trong thùng rác. Khi tin tức truyền về Hải Thành, người biết cô ai cũng nói một câu gieo gió gặp bão. Bọn họ cười mắng qua loa rồi quên sạch sành xanh người phụ nữ độc ác kia chỉ trong nháy mắt. Ít lâu nữa thôi, sẽ không còn ai nhớ về cô ta. Gì, tôi tuyệt đối không bao giờ ăn bánh tráng hành, còn nhặt trong thùng rác nữa chứ. Mới sáng sớm đã làm người ta ghê tởm. Tôi ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng đành vội vàng nằm xuống. Tôi đã nằm trên giường năm ngày rồi, não bị chấn động nhẹ, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi một thời gian. Năm ngày trước là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi và Lục Minh Kỳ, hai nhà quyết định tổ chức thật long trọng. Thứ nhất là để chúc mừng 3 năm hai nhà Lục Giang kết thông gia. Thứ hai là dự án hợp tác mới của hai công ty đã qua giai đoạn sơ bộ, sẽ sớm đi vào quỹ đạo, cần một dịp thích hợp để công bố. Chưa đến Tết, chẳng phải rằm, gần đây cũng chẳng có sinh nhật vị cha chú nào trong nhà, thế là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Lục Minh Kỳ được đưa vào chương trình nghị sự, tôi và Lục Minh Kỳ có đồng ý không ấy hả? Con cháu trong nhà thì không có nhân quyền, cũng may gia đình chúng tôi đều là người thực dụng, hơn nữa đã qua thời dậy thì nổi loạn, chỉ cần có thể dành càng nhiều lợi ích cho bản thân và gia tộc, có thể hợp tác nhất định sẽ hợp tác, không thể hợp tác cũng sẽ qua núi đao, xuống biển lửa mà hợp tác hai người bọn tôi đóng vai vợ chồng ân ái tại các dịp xã giao không biết đã bao nhiêu lần, sớm luyện đến mức mây trôi nước chảy. Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ khoát tay Lục Minh Kỳ, mỉm cười đầy dịu dàng hiền thục, cùng hắn bước xuống bậc thang cao. Điện thoại của Lục Minh Kỳ lại đúng lúc treo lên, là một đối tác rất quan trọng. Hắn bảo tôi đi xuống trước, nghe điện thoại xong hắn sẽ đến tìm tôi. Tôi là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, dĩ nhiên là không cần chồng đi tò tò theo chăm sóc tôi xua tay, bảo hắn đi giải quyết chuyện quan trọng trước đi, loại tiệc tùng này không làm khó được tôi. Lục Minh Kỳ không yên tâm dặn dò, giày cao gót. Xuống cầu thang nhớ cẩn thận một chút, tôi liếc hắn một cái, khịt mũi, em không có thiểu năng, ok. Sau đó, tôi bước hụt một cái, ngay trước mắt Lục Minh Kỳ và khách khứa, lăn từ trên cầu thang xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ. Lúc tỉnh lại thì đã là ở bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán não tôi bị chấn động nhẹ về nhà tỉnh dưỡng mấy ngày là khỏi hẳn lục minh kỳ ở bên cạnh hỏi han những điều cần chú ý khi dưỡng bệnh bác sĩ căn dặn có thể sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn chóng mặt nôn mửa ù tai còn có khả năng xảy ra tình trạng mất trí nhớ ngược chiều không nhớ rõ tình huống lúc mình bị thương thấy tôi đã tỉnh bác sĩ hỏi tôi vài câu sau đó nói xem ra vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm những chuyện cần nhớ đều nhớ hết không bị mất trí nhớ, chỉ hơi buồn nôn. Nghỉ ngơi hai ngày là khỏe hẳn, tôi cảm thấy có một vấn đề rất lớn, vô cùng lớn. Mặc dù không mất trí nhớ nhưng trong đầu có những đoạn hình ảnh lung tung rối loạn không ngừng kéo đến, tình trạng này kéo dài ròng rã năm ngày trời. Những triệu chứng khác sớm đã khỏi hẳn, chỉ có những ký ức kỳ quái kia không giảm mà còn tăng lên. Cho đến sáng nay, tôi đã có thể chấp nối tất cả thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nếu những ký ức đó là thật, nếu tôi thật sự sống trong một quyển tiểu thuyết thì vai của tôi không thể nghi ngờ là một nữ phụ độc ác. Lục Minh Kỳ là nam thứ chính si tình, âm thầm bảo vệ nữ chính. Em trai hắn, Lục Minh Tinh là bạn trai của dây dưa khó dứt của nữ chính. Anh trai của hắn, Lục Minh Lễ là nam chính tổng tài bá đạo. Tôi không quen nữ chính nhưng theo ký ức thì cô ấy tên là Liên Dung. Một cô gái trẻ với gia cảnh và ngoại hình hết sức bình thường nhưng luôn nỗ lực tiến về phía trước. Vào khoảng thời gian này, Liên Dung vừa tốt nghiệp đại học, đang chiến tranh lạnh với Lục Minh Tinh sau N lần chia tay. Ít lâu sau, cô sẽ đến tập đoàn Lục Thị phỏng vấn xin việc, gặp gỡ nam chính và thứ chính. Còn tôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính đã coi thường đủ kiểu. Nhất là sau khi những người đàn ông xung quanh tôi lần lượt chú ý đến Liên Dung, tôi bị lòng ghen tị che mờ đôi mắt, năm lần bảy lượt gây sự với cô. Một người phụ nữ đã có gia đình như tôi, không yêu người chồng đẹp trai, dịu dàng của mình mà bỗng dưng âm thầm nảy sinh tình cảm với anh chồng sau ba năm gả vào nhà họ lục, mang thiết lập nhân vật si tình, chung thủy như lục minh lễ, dĩ nhiên khó chịu ra mặt với tôi. Sau nhiều lần vấp phải trắc trở, tôi hận nữ chính đến mức não bay hết nếp nhăn, đi gian díu với bạn trai cũ của nữ chính, cũng chính là em chồng của tôi, Lục Minh Tinh. Thần Linh ơi, đây là phim truyền hình máu chó lên láng chiếu giờ vàng sao. Bây giờ phim truyền hình cũng không thèm quay kịch bản này nữa rồi, chuyện này quá phi logic, lại còn hoàn toàn sai lệch với tính cách của tôi. Tôi là một người yêu tiền như mạng, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trong giới này, được mấy đôi vợ chồng thật lòng thật dạ yêu nhau. Đa phần là kiểu giả vờ ân ái như tôi và Lục Minh Kỳ, liên hôn thương nghiệp mà thôi, ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà tìm kiếm tình yêu đích thực ở nơi này. Năm tôi 20 tuổi đã bị gia đình sắp xếp đi xem mắt, gặp Lục Minh Kỳ được 3 lần thì hôn sự đã được người lớn trong nhà quyết định. Trước khi kết hôn, bọn tôi nói với nhau còn chưa được trăm câu, nảy sinh tình yêu được mới vi diệu. Ba anh em nhà họ Lục đều rất điển trai, nhìn từ xa đã thấy cảnh đẹp ý vui nhưng Lục Minh Lễ và Lục Minh Tinh tuyệt đối không hợp khẩu vị của tôi. Một người thì nghiêm túc đến nhàm chán, một người thì hay cáu kỉnh, chỉ biết làm theo ý mình so ra thì chồng tôi cũng không tệ lắm lục minh kỳ đa số thời điểm đều rất hòa nhã khiêm tốn chuyện gì cũng có thể ngồi xuống uống trà ăn bánh rồi từ từ bàn bạc bà. có thể nói vô cùng kiên nhẫn bọn tôi ở trên giường cũng rất hợp nhau quan trọng là hắn biết tôn trọng tôi chưa từng can thiệp quá nhiều vào thói quen sinh hoạt của tôi nhưng hắn không yêu tôi chỉ cưới tôi để thăng tiến trong sự nghiệp nếu lúc trước hôn sự của tôi và hắn không thành hắn sẽ lấy một thiên kim tiểu thư khác rồi đối xử với cô ta vô cùng tốt giống như đối với tôi bây giờ vậy từ đầu đến cuối thứ hắn theo đuổi luôn là sự nghiệp tình yêu và hạnh phúc hôn nhân chưa từng lọc được vào mắt hắn điểm này thì hai chúng tôi vô cùng hợp nhau tình yêu hư vô lại mờ mịt sao có thể sánh với cảm giác an toàn mà tiền mang lại thế nên tôi cũng không yêu hắn đến cả lục minh kỳ mà tôi còn không có cảm giác điên hay ngáo mà yêu lục minh lễ tưởng chuyện ngàn lẻ một đêm à, chắc là tôi bị té ngu người thật rồi, hôm nào vào bệnh viện kiểm tra lại lần nữa thì hơn. Tôi vừa lên kế hoạch vừa mở uy e chát gửi tin cho Lục Minh Kỳ, chồng yêu, em muốn ăn khoai tây chiên. Anh đi làm về ghé ngang mua cho em một phần nha. Phải là sai giờ lớn nhất á, tôi không có sức kháng cự với đồ ăn vặt, một ngày không ăn đã nhớ đến cồn cào. Lục Minh Kỳ là người bận rộn, thời gian cực kỳ quý giá, không thể lúc nào cũng trả lời tin nhắn trong tích tắc như con sâu lười tôi đây có lẽ do hiện tại tôi là bệnh nhân hắn không bắt tôi chờ quá lâu ba phút sau hắn trả lời anh đã hỏi bác sĩ rồi ông ấy bảo em mấy ngày nay nên ăn thanh đạm một chút hạn chế đồ dầu mỡ cay độc ráng nhịn chút đi ngày mai tái khám không có vấn đề gì thì anh mua cho em vậy hôm nay em đi tái khám luôn em khỏe hẳn rồi hẹn trước là ngày mai hôm nay anh hơi bận không có thời gian đi cùng với em em tự đi được anh cứ làm việc đi lục minh kỳ không đồng ý nhưng có chút nhượng bộ để tiểu lý đi chung với em anh gọi cho bác sĩ trịnh đổi lịch hẹn tiểu lý là con gái của quản gia sau khi tốt nghiệp đại học không tìm thấy công việc thích hợp dứt khoát về làm trợ lý gia đình cho nhà họ lục lục minh kỳ và tôi đều không thích có người lạ trong nhà đặt dịch vụ dọn dẹp căn hộ mỗi ngày cũng không có bảo mẫu cố định Lần này, tôi bị thương, Lục Minh Kỳ lo lắng tạm thời không tìm được người thích hợp nên mượn người từ nhà chính, Bảo Tiểu Lý đến chăm sóc tôi một thời gian. Tiểu Lý làm việc chu đáo, từ nhỏ đã theo ba mẹ làm việc ở nhà phụ, đã quen với lối sống hào môn. Mưa dầm thấm đất khoảng 20 năm, cũng coi như có tiếng nói chung với người giàu có. Tôi nằm trên giường nhàn rỗi, buồn chán, thường gọi Tiểu Lý vào phòng tán gẫu. Lục Minh Kỳ đưa ra điều kiện tôi đành rủ tiểu lý cùng đến bệnh viện. Tiểu lý đương nhiên đồng ý, lẹ làng đi lái xe, tôi vừa lên xe, đang thắt dây an toàn thì tiểu lý ngồi phía trước nói, mở chủ, em có một người bạn vừa tốt nghiệp đại học Hải Thành. Hồi đi học, thành tích rất xuất sắc, lúc trước đi thực tập ở công ty lớn cũng được lãnh đạo khen ngợi hết lời. Em nghe nói trợ lý của cậu cả đang nghỉ thai sản, chưa tuyển được người mới thích hợp, cậu cả lại chỉ nhận đề cử nội bộ mợ có thể nói giúp một câu với cậu hai cho em xin một cơ hội được không ạ à? xã hội này nhất quan hệ nhì tiền tệ ba trí tuệ nhờ người quen biết giới thiệu việc làm là chuyện bình thường tôi không quá rõ chuyện của công ty anh cả thiếu người em bảo tôi giới thiệu cho chồng mình chuyện là vậy cậu cả đi công tác hai tuần dưới miền nam giao việc tuyển người cho cậu hai ra là vậy chỉ là chuyện nhỏ tôi cũng không phải người keo kiệt ân tình để tôi nói với anh ấy một tiếng em bảo người ta chuẩn bị sơ yếu lý lịch đi nói khơi khơi ngoài miệng chưa chắc anh ấy chịu để trong lòng đâu tiểu lý lập tức vui mừng hớn hở dạ chừng nào về em sẽ gửi cho mợ liền em bảo đảm bạn ấy sẽ được nhận không có chi cho cô ấy cơ hội còn được hay không tùy thuộc vào chính bản thân cô ấy tôi suy nghĩ một lúc hỏi bạn của em tên gì à bạn ấy tên liên dung tôi từ một tiếng chống cắm ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đầu óc chậm chạp xoay chuyển hồi lâu tôi mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai em mới nói bạn em tên gì tiểu lý trả lời liên dung ạ à, liên trong liên tục dung trong phù dung tôi tôi sốt đến mức tái khám xong quên cả mua khoai tây chiên vừa về đến nhà vội vàng dục tiểu lý gửi sơ yếu lý lịch của liên dung cho tôi tiểu lý làm việc vô cùng nhanh chóng còn chưa đến năm phút một bản hồ sơ năm màu rực rỡ đã được gửi đến uy chát của tôi góc bên phải là một bức ảnh chụp nửa người cô gái trong bức ảnh có mái tóc đen ống mượt mà ngoại hình tuy không quá xuất chúng nhưng cũng không quá tầm thường liên dung có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn đường nét thanh tú thoạt nhìn không có gì nổi bật nhưng khi cô ấy cười trên má có hai lúng đồng tiền nho nhỏ như thể cả gương mặt đều được thắp sáng lên là điển hình của vẻ đẹp thanh thoát càng nhìn càng say loại cậu ấm như lục minh tinh chướng mắt kiểu xinh đẹp gợi cảm lại cực kỳ thích loại hình như liên dung chẳng trách hai người này dùng dằn dây dưa nhiều năm tính tình xấu chó như lục minh tinh vẫn có thể hết lần này đến lần khác chủ động cầu hòa tôi do dự có nên gửi bộ sơ yếu lý lịch này cho lục minh kỳ hay không nhưng tôi là người nói lời phải giữ lấy lời hơn nữa tôi tuyệt đối không có khả năng thích anh chồng của mình cũng sẽ tuyệt đối không vì đố kỵ mà làm khó liên dung nếu Lục Minh Kỳ thật sự thích Liên Dung như trong ký ức của tôi, cuộc hôn nhân này duy trì được thì duy trì, không duy trì nổi thì tôi kiếm bộn tiền rồi cao bay xa chạy. Ai mà thèm tham gia vẻ đa giác tình yêu với bọn họ chứ, còn là cái vai bị người nào gặp cũng ghét bỏ, chó thấy còn chê. Hôm nay Lục Minh Kỳ tăng ca, hơn 9 giờ tối mới về nhà. Tiểu Lý dặn đầu bếp làm cơm tối cho hắn rồi lên phòng gọi tôi. Cậu hai về rồi, mở có muốn xuống nhìn một cái không? Đây là đang ám chỉ chuyện tôi đã hứa, tôi chui ra khỏi chăn, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo len hở cổ, xua tay bảo Tiểu Lý cần làm gì thì làm đi. Tiểu Lý lúc này mới cười rạng rỡ tiếp tục công việc, có vẻ như mối quan hệ giữa em ấy và Liên Dung vô cùng tốt. Khi tôi xuống lầu, Lục Minh Kỳ đã ăn cơm xong. Hắn có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tin tức kinh tế, tài chính, một phút hận không thể sẽ làm ba mà dùng, con người của sự nghiệp phải vậy thôi ít nhất Lục Minh Kỳ còn dành thời gian lập gia đình. Anh trai hắn thì dời hẳn phòng ngủ đến văn phòng ở công ty, mỗi tháng về nhà chính học mặt gia đình một lần, đúng kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lục Minh lễ sang năm đã tròn 30, chỉ cần nghe chuyện yêu hận tình thù gỡ không ra, các không đức của Liên Dung với ba anh em nhà họ Lục cũng đoán được cô ấy sẽ không dễ dàng nên đôi với anh cả. Đàn ông độc thân phẩm chất đỉnh cấp đã hiếm, trai tân 30 tuổi càng là đứng đầu sách đỏ lục minh kỳ kể tôi nghe anh trai hắn đến giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả nụ hôn đầu cũng còn nguyên tem còn tiếp tục như vậy nói không chừng có thể đắc đạo được rồi đó tôi thẫn thơ suy nghĩ một hồi bước đến bên cạnh lục minh kỳ ngồi xuống hắn đặt máy tính bảng xuống nhướng mi nhìn tôi bác sĩ nói sao không sao cả hoàn toàn bình phục rồi vậy là tốt rồi hắn trông có vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt mệt mỏi cuối cùng cũng có chút ý cười em cũng đâu có thấp sau này ít mang giày cao gót lại, chuyện đã qua đi năm ngày, đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến chuyện đêm đó, tôi còn tưởng hắn đang răng dạy tôi, liền ngoan ngoãn nhận lỗi, thật xin lỗi, làm hỏng bữa tiệc quan trọng như vậy, không sao, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất, ông nội nói sao, không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tình trạng của em thôi, áp lực bên nhà họ lục, hẳn là lục minh kỳ phải gánh, kỳ lạ là nhà họ giang một chút tin tức cũng không có ngoại trừ mẹ tôi gọi đến lúc tôi tỉnh lại quan tâm thăm hỏi một tí thì chẳng có ai trách móc gì tôi tình thân chốn hào môn vốn mờ nhạt nhà họ giang càng là như thế mỗi một xu ba mẹ dùng trên người tôi đều là một khoản đầu tư mà bọn họ thì không làm mua bán lỗ vốn bao giờ tôi vừa đủ tuổi kết hôn liền bị đưa đi xem mắt những người có gia cảnh không bằng nhà họ giang bọn họ đều chướng mắt kén cá chọn canh hồi lâu cuối cùng chờ được con rể vàng lục minh kỳ tại lễ cưới của tôi và lục minh kỳ trưởng bối hai nhà ngay tại chỗ công bố một dự án hợp tác vô cùng lớn dự án đó được giao cho lục minh kỳ phụ trách như một phần thưởng vì đã hy sinh hạnh phúc hôn nhân đổi lấy lợi ích cho gia tộc hắn tự nguyện kết hôn hiển nhiên bản thân cũng có thứ muốn đòi hỏi là con thứ trong nhà địa vị của hắn khá là khó xử phía trên có người anh cả xuất sắc được bồi dưỡng như người thừa kế bên dưới có đứa em trai công tử bột ăn không ngồi rồi. Lục Minh Kỳ chắc chắn không muốn ăn no chờ chết như em trai, ngược lại, hắn hết sức coi trọng việc phát triển sự nghiệp của mình. 80% hắn muốn lấy thêm nhiều tài nguyên từ gia tộc nên mới đi đường tắt là liên hôn. Có điều nhà họ lục khá là hòa thuận, không có phim dài tập sóng gió gia tộc, cửu tử đoạt đích này nọ. Ba anh em đều đang làm việc cho công ty của gia đình, hỗ trợ lẫn nhau, chậm rãi tiếp quản cả một tập đoàn khổng lồ từ các trưởng bối. Lục Minh Tinh trước kia quậy lật cả trời, đi theo hai người anh trai học hỏi một năm, đã kiềm chế tính tình thiếu gia rất nhiều, bây giờ nói chuyện còn dùng cả kính ngữ, nhà họ Giang thì loạn như một đống bùi nhùi, con ngoài giá thú của ba tôi lấy sản xuất cũng không hết. Có câu thượng bất chính thì hạ tất loạn, anh trai tôi cũng học theo, còn chưa kết hôn đã là cha của ba đứa nhỏ, mẹ tôi cũng không phải dạng vừa đâu, dùng tiền của ba tôi ở bên ngoài nuôi một đám tình nhân trẻ tuổi vợ chồng hào môn vốn là thân ai nấy chơi trong lòng hiểu rõ lẫn nhau chỉ cần đừng đưa tới trước mặt làm chướng mắt người kia là được cho tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp qua những người anh chị em cùng cha khác mẹ của mình đang nghĩ ngợi lục minh kỳ hỏi tôi em gọi về nhà chưa chưa có thời gian thì về thăm họ một lát mọi người đều rất lo lắng cho em không cần thiết lắm đâu bọn họ chỉ quan tâm sự cố này có gây ra tác hại gì hay không thôi còn chuyện tôi sống hay chết chỉ là râu ria. Trong đoạn ký ức không rõ nguồn gốc kia, sau khi tôi và Lục Minh Kỳ ly hôn, bọn họ thậm chí còn không cho tôi vào nhà, bỏ mặt tôi tự sinh tự diệt, để ép tôi phải xin lỗi Liên Dung, cầu xin ba anh em nhà họ Lục tha thứ, ba tôi đóng băng thẻ ngân hàng của tôi, lấy lại hết số tiền đã cho tôi, tôi chỉ dành dụng được chút ít tiền, đến một thành phố nhỏ sinh sống, đụng độ bọn cướp, cuối cùng số tài sản ít ỏi kia cũng bị cướp sạch mùa đông khắc nghiệt tôi cứ như vậy chết đói trong căn phòng trọ người nhà họ giang tùy tiện sai người đến đem xác tôi đi hỏa thiêu trải cho cốt nơi hoang dã loại tình thân này tôi cảm thấy không cần thiết phải duy trì ngày tôi gả cho lục minh kỳ ba chuyển cho tôi một số tiền lớn làm của hồi môn chính là số tiền mà ông sẽ thu hồi sau này đó là phần thưởng cuối cùng mà nhà họ giang cho tôi vì những cống hiến mà tôi đã đóng góp cho gia tộc con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Với họ, tôi chẳng là cái thá gì. Với tôi, họ cũng chẳng quá quan trọng, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, lướt vài cái trên điện thoại, gửi sơ yếu lý lịch cho hắn. Nghe nói dạo này anh cả thiếu người, tiểu Lý có người bạn học vừa mới tốt nghiệp, chuyên ngành cũng phù hợp, anh xem thử thế nào. Lục Minh Kỳ không giấu nổi sự ngạc nhiên, dù sao trước nay tôi chưa từng để ý đến việc của công ty nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra tiểu lý bảo em nói với anh em ấy tùy tiện nhắc tới thôi chỉ là xin một cơ hội phỏng vấn còn có tuyển dụng hay không thì tùy anh quyết định tiểu lý xem ra biết rất rõ việc của công ty dù gì cũng làm việc ở nhà chính lâu như vậy rồi ít nhiều cũng nghe được chút tin tức chứ lục minh kỳ cười sâu xa vẫn mở sơ yếu lý lịch ra xem công ty có bộ phận nhân sự chuyên trách hồ sơ thường được sàng lọc mấy vòng mới đến tay hắn có thể nói những người vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng đều là nhân tài lục minh kỳ nhìn lướt một cái đã nhăn mày cv làm khá qua loa hắn nhận xét kinh nghiệm làm việc thì có liên quan đến vị trí đang tuyển tôi không thèm để ý kết quả anh quyết định sao thì tùy em chỉ hứa với tiểu lý sẽ nói với anh một tiếng mà thôi cơ hội phỏng vấn thì có thể cho cv này mà đưa cho bộ phận nhân sự thì chắc chắn bị loại dù sao một ngày họ phải xem ít nhất mấy trăm bộ hồ sơ xin việc, cỡ này bọn họ không để vào mắt, CV hầu hết đều là thế này mà phải không, cách diễn đạt quá thông tục, không làm nổi bật trọng điểm. Trợ lý của các lãnh đạo thường xuyên phụ trách phân loại các loại giấy tờ và hợp đồng, ngay cả CV còn không làm tốt, người ta sao có thể tin tưởng cô ta sẽ đảm nhiệm được công tác này, bây giờ thì vạch lá tìm sâu, sau này cô ấy gây ra họa gì mà không phải do anh xung phong giải quyết dùng. Tôi chửi thầm trong bụng, sau khi xác nhận thông tin cơ bản và ngoại hình của Liên Dung, tôi đã tin 90% vào những ký ức đột ngột xuất hiện kia. Tôi vẫn khá hài lòng về ông chồng Lục Minh Kỳ này, nên nếu có thể, tôi không muốn phải đi đến bước đường ly hôn. Thế nhưng nghĩ đến biểu tình của hắn lúc ném tờ đơn ly hôn tới trước mặt tôi, tôi lập tức vứt ý tưởng kia xuống đất, đạp thêm vài cú. Vo chín gà, gà chín cửa mới khó tìm, đàn ông hai chân thì chạy đầy đất. Dù sao tôi cũng không thích kết hôn, quỷ đen thì ngày càng lớn, sợ gì mà không oai phong lẫm liệt phất áo ra đi. Nếu có nhu cầu thì có thể giống mẹ tôi, tiêu ít tiền nuôi vài chàng hợp ý, đỡ phải đi tiệc tùng xã giao như bây giờ. Game là dễ. Ồ, vậy để em bảo Tiểu Lý kêu bạn làm một CV mới, anh cho em địa chỉ mail. Em bảo Tiểu Lý nhắn với bạn em ấy điền tên anh vào chỗ người giới thiệu, nhất định sẽ được duyệt, tôi làm theo lời hắn nhanh chóng hoàn thành mọi việc tiểu lý rối rít cảm ơn trên uy chắc mọi việc xong xuôi tôi bắt đầu mệt rã rời đứng dậy vương vai một cái em về phòng nha anh xong việc thì nghỉ sớm một chút lục minh kỳ hỏi chắn chắn trên người không còn chỗ nào khó chịu nữa chắc chắn hắn gật đầu vậy chúng ta không ngủ riêng nữa được không tôi sửng sốt chữ được vừa ra đến môi gương mặt tươi cười của liên dung lại ẩn hiện trước mắt tôi Thế là tôi đổi ý, chờ em điều chỉnh đồng hồ sinh học lại đã. Dạo này em hay giật mình thức dậy lúc nửa đêm, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Lục Minh Kỳ Bảo không thành vấn đề, anh ngủ ít lắm, không ảnh hưởng gì đâu. Có mà, không ngủ chung với em mới ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, còn có vụ này nữa. Tôi liếu lưỡi, trách cứ, người làm việc lớn sao có thể sa đà vào nữ sắc. Lục Minh Kỳ tự hồ cảm thấy buồn cười, đầu mày cúi mắt đều cong lên anh chỉ là quen ngủ chung với em thôi em nghĩ đến tận đâu rồi hay là em đang bật đèn xanh cho anh ăn nói xà lơ tôi là loại người dục cầu bất mãn đó sao có điều sau này hắn thích liên dung rồi hai chúng tôi mỗi người một ngã không biết tôi còn cơ hội ngủ với đàn ông cấp bậc này hay không đây tôi có chút dao động lục minh kỳ thấy tôi không nói gì vội bảo đùa thôi em mới khỏe lại anh không làm gì đâu không tôi xoay người hôn lên trán hắn một cái anh đoán đúng rồi nha em chính là đang bật đèn xanh cho anh á lục minh kỳ giật mình sau đó cười cười đặt đổ xuống kéo tôi ngồi lên đùi hắn tôi dựa lưng vào ngực hắn cảm nhận được rung động khi hắn khùng khục cười cười cái gì mà cười tôi thẹn quá hóa giận hắn đặt cầm lên vai tôi dụi qua dụi lại như một chú cúng con em nói không sai anh xác thực sa đà vào nữ sắc có thể bận tâm thân thể tôi vừa bình phục lục minh kỳ không quá phóng túng giúp tôi tắm rửa sạch sẽ xong hắn lại tiếp tục bận rộn vào phòng làm việc tăng ca quậy phá một trận làm tôi tỉnh cả ngủ đành nằm trùng chăn chơi điện thoại nhỏ chị em plastic trương loan gửi cho tôi mấy bức ảnh tin sốc công tử bạc liêu lục minh Tinh cưỡng hôn cô bé lọ lem giữa phố quả nhiên chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấy mà cô gái kia hình như xuất thân từ khu ổ chuột đứa bạn tôi ở đại học hải thành nhiều lần nhìn thấy lục minh tinh vứt hết mặt mũi bám đuôi người ta hình như đã hẹn hò một thời gian cô gái kia chịu không nổi tính tình xấu chó của công tử bạc liêu nên đòi chia tay công tử dỗ giành được rồi lại chia tay hợp rồi tan tan rồi hợp cũng mấy chục bận nghe nói lần chia tay này hai người đã hơn ba tháng không liên lạc với nhau tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện tình đến đây là gãy gánh Ai mà ngờ Lục Minh Tinh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tôi thấy cô nhóc kia ngoại hình bình thường, gia đình không có tiền cũng chẳng có quyền. Mẹ chồng của bà vậy mà chịu để Lục Minh Tinh tiếp tục dây dưa với người ta sao, hóa ra là tới hết drama, tôi trả lời, ai biết gì đâu. Tôi với Lục Minh Tinh đâu có thân thiết lắm, còn chưa nói được mấy câu, Trương Loan không tin, cậu chàng mở miệng là chị hai ngọt sớt, gọi dạ Bảo Vân, hóa ra ở nhà lạnh nhạt với bà hả chỉ lạnh nhạt thì còn mừng lần đầu tiên tôi và lục minh kỳ về nhà ăn tối tên nhóc kia mặc trang phục đua xe đầu tóc đỏ chót khoan thai tới muộn ngồi vào bàn ăn thấy khách đến nhà cũng không thèm chào hỏi còn dùng ánh mắt bắt bẻ chê bai như thể tôi lấy anh trai cậu ta là một vốn bốn lời trong giới hào môn người có tính cách như vậy chẳng phải là ít tôi luôn giữ khoảng cách nhất định lễ phép mà xa cách với loại người này ai rảnh rỗi mà tự chút bực vào người không phải lục minh tinh không biết đối nhân xử thế chỉ là lười quan tâm đê ến cảm xúc của người khác mà thôi cậu ta tốt với ai đó sẽ sẵn sàng qua núi đao xuống biển lửa nhưng tôi chỉ là một nữ phụ độc ác làm gì có phúc phận được đối xử ưu ái có thể duy trì quan hệ hài hòa bên ngoài đã là may phước rồi trong ký ức về tương lai có lần tôi không nhịn được mà tạt cà phê lên người nữ chính lục minh tinh hát hoàn toàn không thèm nghĩ đến cảm xúc anh hai mình dĩ nhiên là lục minh kỳ lúc đó đối với tôi còn cảm xúc gì được nữa tìm người làm giả báo cáo thương tích định đưa tôi vào đồn đồn cảnh sát còn chưa đến được thì game đã over tôi gánh chịu kết cục thảm hơn cả ngồi tù chết trẻ mặc dù tôi trong ký ức kia khá là gợi đòn nhưng thật sự tội cũng không lớn đến vậy có là nữ phụ độc ác thì tôi cũng là một nữ phụ độc ác vô cùng thiếu tư cách mấy lần tôi gây khó dễ nữ chính cùng lắm là nói mấy câu khó nghe bày vài biểu tình khó ở, đừng nói hành động thực tế, đến cả suy nghĩ phạm tội tôi cũng chưa từng có, vậy mà phải rơi vào cảnh bới rác tìm đồ ăn, ngẫm lại cũng thật là vô lý. Chỉ vì tôi động lòng với nam chính, âm mưu cướp đoạt thứ thuộc về nữ chính, thế thì nữ chính này cũng quá tham lam rồi. Một nhà ba anh em đều bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay, dù không thể cho hai người kia bất kỳ hứa hẹn nào nhưng vẫn có thể khiến họ vì mình giữ thân như ngọc. Lục Minh Tinh thì khoan hãy bàn. Lục Minh Kỳ thì nhu cầu phương diện kia cũng không thấp, lại vì một đóa hoa trong gương mà ăn chay trường. Tôi cảm thấy không thực tế chút nào, ấy vậy mà mọi chuyện cứ thế phát sinh, Liên Dung xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lục Minh Tinh và cô ấy cũng thực sự ở bên nhau. Nếu cô ấy có thể kéo vị cao tăng đắc đạo Lục Minh lễ xuống phàm trần, biến cậu ấm Lục Minh Tinh thành cúng con vẫy đuôi chạy xung quanh, tất nhiên cũng có thể khiến lục minh kỳ sống đời khổ hạnh, nhân tiện khiến tôi ghen tị đến phát rồ. Thời đại nào rồi còn có người xông vào hào môn tìm tình yêu đích thực, đã vậy còn thật sự tìm thấy, chuyện tương tự không phải là không có, chỉ là cực kỳ hiếm, như lông phượng sừng rồng. Trương Loan hít ra ma hít đến phát nghiện, lại gửi tin nhắn đến, tin tức mới nhất. Công tử Bạc Liêu hôn cô bé lọ lem bởi vì hoài nghi anh cả muốn đào góc tường nhà mình. Khoác the hợi bị xua sẩm ma, tôi ngồi bật dậy, không khỏi tò mò, kể nghe tí coi, ha ha ha, biết thế nào bà cũng hóng hớt mà, khúc gỗ một ngàn năm nở hoa rồi. Có người nhìn thấy lục minh lễ đơn độc mời cô bé kia ăn tối. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bị lục minh tinh tới phá đám, tôi cảm thấy có chỗ không đúng, lục minh lễ đang đi công tác mà, trương loan, đây là chuyện mấy hôm trước rồi. Hôm nay bức ảnh này mới truyền tới chỗ tôi thì ra nam nữ chính đã gặp nhau rồi vẫn có chỗ nào sai sai sau khi tôi bị đập trúng đầu phản ứng lúc nhanh lúc chậm bây giờ cần thiết thì lại chậm giận tím cả người đến khi lục minh kỳ làm xong công việc trở về phòng tôi mới bừng tỉnh ngộ liên dung đã sớm gặp được lục minh lễ tại sao còn phải lợi dụng mối quan hệ với tiểu lý nhờ lục minh kỳ đề cử phỏng vấn vô lý họ lục sở hữu công ty hàng đầu hải thành chỉ có một nhà duy nhất ba anh em nhà họ Lục được đặt tên theo quy luật trên gia phả. Liên Dung yêu đương với Lục Minh Tinh, không lý nào không biết tình huống gia đình của cậu, một mặt thì đòi chia tay, một mặt tìm trăm phương ngàn kế tiến vào công ty gia đình của bạn trai cũ, cô ấy đang nghĩ gì vậy, chuẩn bị cho một ván cờ lớn, không thể nào làm tất cả chỉ để tiễn tôi quy thiên đúng không, thiên kim đóng vai nữ phụ nhiều như vậy, cớ sao chỉ mình tôi chết không yên lành, Lục Minh Kỳ vén chăn chui vào thuận thế ôm tôi vào lòng còn chưa ngủ giọng hắn nghe có chút mệt mỏi tôi tựa vào vai hắn cho hắn xem những bức ảnh trương loan gửi đến anh có thấy cô gái này nhìn hơi quen mắt không lục minh kỳ cẩn thận quan sát một lát rồi nói người trong sơ yếu lý lịch lúc nãy đúng rồi á trương loan nói em trai anh đang hẹn hò với cô ấy chứ gì nữa hả lục minh kỳ chỉ vào hai người đang hôn nhau thấm thiết trong bức ảnh quan hệ bình thường sẽ ở giữa đường cái làm ra những chuyện này, có lý. Tôi lướt nội dung cuộc trò chuyện cho hắn xem từng tin một, bọn họ nói Lục Minh Tinh nhìn thấy cô gái kia đơn độc ăn tối với anh cả nên mới nổi giận. Anh thấy sao, anh cả? Lục Minh Kỳ có cùng nghi vấn với tôi, tức là cô ta quen biết anh trai và em út của anh, nhưng lại đến xin anh cơ hội phỏng vấn, có lẽ là vô cùng muốn vào công ty của nhà anh biểu cảm của Lục Minh Kỳ một lời khó nói hết. Hắn yên lặng nhìn tôi một lát, sau đó triều mến vuốt tóc tôi, ngày mai anh đưa em đi tái khám, tôi ngẩng đầu, nhìn hắn chầm chầm, anh chửi xéo em đần, không có. Bà xã của anh sao mà đần được chứ, hứ, Lục Minh Kỳ cười khúc khích, hôn lên má tôi một cái, mau ngủ đi, ngày mai lại nói, quên đi. Dù sao cũng là chuyện của bọn họ, tôi phí phạm tế bào não để làm gì nghĩ thông suốt xong tôi kéo gối chăn nằm sải lai lục minh kỳ tắt đèn mò mẫm lại gần hắn đặc biệt thích ôm tôi ngủ nói thật là không thoải mái tí nào tôi kháng nghị vô số lần nhưng tòa phán vô hiệu rõ ràng chỉ là vợ chồng mặt ngoài nhưng lại biểu hiện chân thật đến vậy hôm sau là cuối tuần lục minh kỳ ở nhà nghỉ ngơi hiếm khi được dậy muộn cùng tôi hai người ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao Lục Minh Kỳ là người chơi hệ hành động, gọi thẳng Tiểu Lý đến trước bàn cơm. Liên Dung là bạn của em, Tiểu Lý đáp phải, cô ta quen thằng Út, thời điểm mặt không biểu tình trong hắn khá là đáng sợ, tôi cảm nhận được rõ ràng Tiểu Lý đang căng cứng cả người. Có hẹn hò một khoảng thời gian, đã chia tay mấy tháng, hẹn hò bao lâu, hai người chính thức bên nhau là lúc cậu Út học năm ba, cũng gần ba năm, Lục Minh Kỳ vừa lột trứng gà cho tôi, vừa tiếp tục hỏi, cô ta đã nói gì với em tiểu lý ngơ ngác nói gì cơ ạ à? về việc xin vào công ty cậu ấy nói tập đoàn lục thị vẫn luôn là mục tiêu cậu ấy hướng tới đã nộp hồ sơ online hai lần nhưng đều bị từ chối lúc em còn ở nhà chính đầu tuần cậu cả về ăn cơm nghe cậu nhắc với ông chủ chuyện thông báo tuyển dụng trợ lý mới em nghĩ cơ hội đến rồi mới hỏi cậu cả có thể đề cử bạn mình được không cậu cả bảo em hỏi cậu chuyện này đang do cậu phụ trách tiểu lý nói rất nhanh như thể sợ chậm một giây sẽ bị nghi ngờ tôi nhìn dáng vẻ mồ hôi đầy đầu của em ấy không giống đang giấu giếm chuyện gì hóa ra là tiểu lý tự mình quyết định lục minh kỳ đặt trứng gà vào đê ỉa của tôi giọng điệu vẫn bình thản như cũ cô ta không biết thằng út làm việc ở công ty sao dạ biết cho nên cậu ấy không có xin vào cùng bộ phận với cậu út anh trai tôi từng gặp cô ta tiểu lý hoang mang ngẩng đầu dạ em không biết liên dung chưa từng kể với em lục minh kỳ khẽ liếc tiểu lý một cái lưng em ấy dựng thẳng tắp lên như bộ đội đang bị sĩ quan kiểm tra em và cô ta quen biết như thế nào em cũng tốt nghiệp từ đại học hải thành cậu ấy là đàn em của em học chung một ngành lại cùng gia nhập hội sinh viên liên dung làm việc gì cũng nhanh nhẹn gia cảnh tương đối khó khăn em có chút thương cảm nên thường xuyên giúp cậu ấy một chút thằng út cho cô ta bao nhiêu tiền, biểu cảm của tiểu lý cứng đờ trong giây lát, trong mắt bùng phát lửa giận nhưng rốt cuộc vẫn không dám lỗ em mờ ảnh trước mặt Lục Minh Kỳ, chỉ là giọng điệu trở nên hơi gượng gạo, cậu ấy không phải người như vậy. Ban đầu là cậu út dây dưa không dứt. Khi đó cậu ấy vừa học vừa làm, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, Lục Minh Kỳ cười mỉa, ra là thằng út không biết xấu hổ, tiểu lý nghẹn giọng. Khí thế vừa trào lên đã sủi bọt mất tâm, em không có ý đó, được rồi, không làm khó dễ em nữa. Một vấn đề cuối cùng, Lục Minh Kỳ lấy khăn ướt, chậm rãi lau tay, từ lúc thằng út theo đuổi cô ta cho đến hẹn hò, mất bao lâu, tiểu lý trả lời, một tháng, Lục Minh Kỳ gồ một tiếng, quả là dây dưa không dứt, tiểu lý nghe ra được ý châm chọc trong lời hắn nói, không dám đáp lại, miếm chặt môi chờ đợi. Lục Minh Kỳ nói vấn đề cuối cùng thì đúng là cuối cùng, hỏi xong thì bảo tiểu lý tiếp tục làm việc của mình tôi ngồi ngoài cuộc quan sát như lọt vào sương mù hỏi xong rồi em còn muốn biết gì nữa tôi cảm thấy hắn lại móc nghĩa tôi không thông minh anh hỏi ra được cái gì chẳng có gì còn phải chờ hỏi thằng út xem lời hai bên có khớp nhau không đã anh nghi ngờ liên dung cố ý tiếp cận lục minh tinh loại phụ nữ như vậy có rất nhiều tôi cảm thấy nữ chính trong tiểu thuyết đều thiện lương trong sáng sẽ không làm những chuyện trái với chính nghĩa thế này đâu, anh có đa nghi quá không?" Lục Minh Kỳ rót một ly sữa bò, đẩy đến trước mặt tôi, "Uống nhiều một chút. Phát triển trí não, có ai khen anh khó ưa chưa?" Sau khi ăn sáng xong, Lục Minh Kỳ đến phòng làm việc gọi cho Lục Minh Tinh, tôi đoán hắn sẽ gọi cho cả Lục Minh Lễ, không biết hai người kia nói gì với hắn, lúc hắn bước ra, sắc mặt rất khó coi. Tôi không dò hỏi nhưng tối hôm đó, hắn chủ động nhắc đến thằng út nói đúng là nó chủ động theo đuổi liên dung ở bên cạnh nó cũng không quá tình nguyện suốt ba năm không ngừng cãi nhau chia tay rồi làm lành liên dung bảo yêu đương với nó quá mệt mỏi chê nó quá ngây thơ thì đúng là vậy thật tôi nhớ đến mái đầu đỏ chót cùng kỹ năng xả giao hỏng bếp của lục minh tinh lần đầu gặp mặt trong lòng gật đầu lia lịa anh cả mời liên dung ăn tối là để cảm tạ hôm đó xe của ảnh bị hỏng lại bỏ quên điện thoại ở văn phòng. Liên Dung tình cờ đi ngang qua, cho ảnh mượn điện thoại, lúc đó lại vừa vặn đến giờ ăn tối nên ảnh mới nghĩ đến chuyện mời cô ấy một bữa xem như cảm ơn, thấy chưa, tôi đoán tóc có sai mà, người có hào quang nữ chính khinh thường dùng thủ đoạn thấp hèn, trong ký ức của tôi, Liên Dung là một cô gái luôn nhìn về hướng tích cực, biết gạt bỏ ân oán cá nhân, so với con sâu lười tôi đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần chỉ ngặt một nỗi phương diện tình cảm hơi rối rắm. Biết làm sao được, ai bảo đàn ông nhìn thấy cô ấy là hai mắt sáng như bóng đèn pha, nhìn lục minh kỳ mà xem. Vô cớ nghi ngờ người ta xong, sau khi xác nhận là hiểu lầm lập tức thay đổi thái độ, bây giờ hình tượng của Liên Dung trong lòng hắn đã được tẩy trắng toàn diện, ngọn lửa tình yêu bắt đầu le lói cũng có gì lạ. So với nhóc gà chọi lông bông lục minh tinh thì kiểu đàn ông trưởng thành, chững chạc như lục minh kỳ và lục minh lễ càng thích hợp với cô bé lọ lem như liên dung nếu không phải ghế mợ hai đang bị tôi chiếm chỗ thì ắt hẳn liên dung sẽ nghiêng về lục minh kỳ hơn điều kiện của lục minh lễ tốt hơn chỉ tiếc thiếu chút bình dị gần gũi theo ký ức kia lúc liên dung dẫn lục minh lễ về ra mắt ba mẹ anh ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ băng trôi bắt cực kia không được lòng ba mẹ vợ cho lắm hay tôi thở dài một tiếng lục minh kỳ lập tức nhìn sang sao lại thở dài rồi chỉ là cảm thấy cuộc sống không dễ dàng với bất kỳ ai tôi chịu áp lực từ gia tộc không thể không gả lục minh kỳ vì lợi ích gia tộc không thể không cưới liên dung say mê kiếm tiền vô tình thu hút sự chú ý của quá nhiều đàn ông vướng vào mớ tình cảm rối như canh hẹ thảm nhất vẫn là tôi đây dù sao lục minh kỳ chỉ mất đi tình yêu tôi còn mất cả tính mạng đây này lục minh kỳ không nói gì chỉ khó hiểu mà nhìn tôi yên lặng lột cho tôi thêm một quả trứng gà nữa hiểu lầm đã được làm sáng tỏ liên dung thuận lợi lấy được tư cách phỏng vấn tiểu lý kể cô ấy biểu hiện vô cùng tốt đã vào tới vòng phỏng vấn riêng phỏng vấn riêng là mấy người phỏng vấn một người à tức là vòng phỏng vấn này lục minh kỳ sẽ đích thân đến tuyến truyện của nữ chính và nam thứ chính sắp mở màn rồi tôi nằm trên xích đu thoải mái mà hóng gió mọi thứ đang diễn ra hết sức tự nhiên tôi không thể ngăn cản cũng không có ý định ngăn cản, chủ yếu là không có lý do gì để ngăn cản. Tôi không yêu Lục Minh Kỳ, cũng không thèm muốn Lục Minh Lễ, càng tuyệt đối không gian díu với Lục Minh Tinh và không có chút cảm giác nào với nam phụ thứ hai, ba, bốn, năm, sáu mà mình chưa từng gặp mặt. Cho dù bây giờ Lục Minh Kỳ đặt tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt tôi, tôi sẽ ký mà mày không nhíu dù chỉ một ly. Nhiều lắm thì cố gắng kiếm thêm chút phí ly hôn mà thôi lục minh kỳ không phải người hẹp hòi tiền sinh hoạt mỗi tháng hắn cho tôi cũng sáu bảy chữ số thỉnh thoảng còn tặng đồ xa xỉ tạo chút lãng mạn không có tình yêu không có sóng gió tiểu lý lại lần nữa trở về chăm sóc tôi em ấy rất cảm kích tôi vì đã giúp liên dung một việc lớn sau khi biết hoàn cảnh của tôi tiểu lý càng quan tâm săn sóc tôi hơn lục minh kỳ bận rộn công việc thật không có cách nào dứt ra cùng tôi đi khắp nơi hắn lập một danh sách bảo tiểu lý mỗi ngày đưa tôi dạo một hai chỗ đến khi sắp xếp được một kỳ nghỉ dài hạn hắn đưa tôi trở về an thành một chuyến sự thật đúng như lời hắn nói ba mẹ tôi ân ái anh trai và chị dâu tôi ái n ba đứa cháu đều đang êm đẹp khỏe mạnh sống trong nhà ba mẹ tôi kể dự án hợp tác đầu tiên giữa hai nhà gian lục đã thỏa thuận xong từ trước khi tôi và lục minh kỳ đi xem mắt cầu nối đích thực của hai dòng họ không ai khác ngoài anh cả và chị dâu của tôi dự án đó không lớn cũng không nhỏ rất thích hợp để đám trẻ luyện tập nên được giao cho anh trai tôi và lục minh kỳ phụ trách anh cả và chị dâu tôi đã yêu nhau từ rất lâu trước đó anh ấy thường xuyên đến hải thành thăm bạn gái đi đi về về cuối cùng trở thành bạn tốt của lục minh lễ và lục minh kỳ lần đầu tiên lục minh kỳ nhìn thấy tôi là tại bữa tiệc sinh nhật của anh trai tôi nghe hắn kể có vẻ giống trúng tiếng sét ái tình, rồi kể từ đó đặc biệt chú ý đến tôi. Thế nhưng anh trai tôi không đồng ý, anh ấy cưới sớm thì được nhưng lại cấm tuyệt, không cho tôi yêu sớm. Anh ấy bắt Lục Minh Kỳ chờ 2 năm, đến khi tôi 20 tuổi mới giới thiệu chúng tôi quen biết. Lục Minh Kỳ gấp không chờ được, vào sinh nhật 20 tuổi của tôi đã nhờ chị dâu tôi, tức chị họ của hắn giúp đỡ. Chị dâu tôi sống theo phương châm giúp người là niềm vui, ngay trong ngày đem hết mọi chuyện kể cho ba mẹ tôi nghe. Ba mẹ tôi cực kỳ vừa ý Lục Minh Kỳ, thế là liên hệ với trưởng bối nhà họ Lục, sắp xếp một buổi xem mắt. Đó là lần đầu tiên tôi đi xem mắt chứ không giống như trong ký ức, bị ép đi xem mắt hết người này đến người khác. Vụ này cũng là tình tiết truyện, tôi vội vàng gạch bỏ khỏi đầu. Chuyện tôi kết hôn với Lục Minh Kỳ cũng không phải là trâu không có, bắt chó đi cày. Sau buổi xem mắt, ấn tượng của tôi về hắn cũng không tệ trùng hợp trường đại học tôi chọn cũng ở hải thành mỗi khi hắn có thời gian rảnh sẽ đưa tôi đi ăn tối xem phim nhiều lần như vậy tình cảm nhanh chóng phát triển thất tịch năm đó lục minh kỳ tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn nho nhỏ tôi thì không từ chối mấy hôm sau người lớn hai nhà gặp nhau bàn chuyện cưới xin đôi trẻ anh có tình em có ý kết hôn đối với hai gia tộc là dệt hoa trên gấm cuộc hôn nhân này tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Bao gồm cả tôi và Lục Minh Kỳ, chỉ có mình anh trai tôi là phản đối kịch liệt hai lần, cảm thấy tôi còn quá nhỏ, không nên kết hôn quá sớm. Lục Minh Kỳ nói tôi đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp, với lại chị dâu tôi cũng vừa tròn 20 tuổi đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Anh trai tôi đúng là cho quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn, đành dần dần im hơi lặng tiếng. Nếu nói cuộc hôn nhân của tôi và Lục Minh Kỳ có gì không như ý thì chính là đã ba năm rồi, bụng tôi vẫn không chút tin tức, người lớn hai bên cũng không thúc giục, ba mẹ tôi đã có ba đứa cháu kháo khỉnh, hơn nữa cũng không muốn tôi sinh con quá sớm. Họ bảo tôi còn trẻ, nên hưởng thụ thêm vài năm nữa, sinh con rồi, tâm trí sẽ dùng hết lên người đứa bé, cứ nhìn chị dâu tôi là biết mệt đến cỡ nào, nhà học Lục càng không vội đến cả Lục Minh lễ sắp U30 mà họ còn chẳng thèm dục cưới, nói gì đến chuyện tôi và Lục Minh kỳ sinh con hay nuôi chó. Sở dĩ nói không như ý là vì bản thân tôi rất thích trẻ con. Lục Minh kỳ lại muốn tận hưởng thế giới hai người thêm vài năm nữa. Hiện tại hắn còn bận rộn công việc, sợ sinh con rồi sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của người làm cha. Anh chàng này thật sự rất thích tôi, tôi nghĩ nếu có thể hắn càng mong không có con để trong mắt tôi mãi mãi chỉ có mình hắn thật ra hắn đã ám chỉ mấy lần bị tôi nghiêm khắc bác bỏ kết quả kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân của chúng tôi đều bình thường bác sĩ nói sức khỏe tôi rất tốt lại chính vì sức khỏe quá tốt nên mới khó mang thai lúc đó tôi mới biết được hóa ra cơ thể phụ nữ cũng không hoan nghênh sinh mệnh mới như mình vẫn tưởng thân thể phụ nữ quá khỏe mạnh cũng không dễ mang thai sau vụ tai nạn Tôi vừa lo giữ gìn mạng nhỏ, lại vừa giờ giờ phút phút chuẩn bị ly hôn với Lục Minh Kỳ, làm gì còn nghĩ đến chuyện sinh con. Trong cái rủi lại có cái may, bây giờ tôi nghĩ thoáng hơn hẳn, cứ thuận theo tự nhiên vậy. 10 giờ sáng nay, tôi và Tiểu Lý đúng lịch lái xe đi dạo. Địa điểm Lục Minh Kỳ liệt kê cũng chỉ còn lại vài chỗ. Trạm thứ nhất của hôm nay là tập đoàn Lục Thị, mặc dù ký ức bị lẫn lộn với tiểu thuyết nhưng chuyện tôi ăn không ngồi rồi là sự thật tôi vừa tốt nghiệp xong, lập tức cả cho Lục Minh Kỳ. Tôi nói mình không thích đi làm, muốn ở nhà hành nghề tự do. Lục Minh Kỳ đưa thẻ của hắn cho tôi, bảo tôi cứ yên tâm ở nhà làm những gì mình thích. Suốt ba năm nay, tôi thử qua không ít nghề, nghề nào chẳng làm nên trò trống gì. Trước khi xảy ra chuyện, tôi đang học vẽ tranh, quyết chí trở thành một họa sĩ. Tôi đã xem thử mấy bức tranh mình vẽ, gọi tác phẩm thì đúng hơn là tác phẩm tôi vốn bị gia đình chiều hư, sau này gả cho Lục Minh Kỳ, tôi muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, mức độ chiều chuộng còn tăng thêm một bậc. Tôi chưa từng bị xã hội vùi dập, làm việc gì cũng một ngày thả chài, 72 ngày phơi lưới, tôi đứng dưới công ty gọi cho Lục Minh Kỳ, hắn đích thân xuống đón chúng tôi lên. Tiểu Lý xin đi tìm Liên Dung ôn chuyện, lòng hiếu kỳ của tôi đột nhiên trỗi dậy, bảo Lục Minh Kỳ về văn phòng chờ tôi. Tôi đi xem thử Liên Dung bằng xương bằng thịt trông thế nào. Đáng ngạc nhiên là Liên Dung không trở thành trợ lý của Lục Minh Lễ mà đi theo bên cạnh Lục Minh Tinh. Lục Minh Tinh nhìn thấy tôi, sải bước đến chào hỏi, "Chị hai tới chơi, cậu ta cũng không hỏi tôi đến làm gì, chỉ bảo cấp dưới đi chuẩn bị trà nhài và điểm tâm cho tôi." Liên Dung không ăn ảnh cho lắm, người thật đẹp hơn trên hình nhiều. Ngón tay cô đeo những tình nhân thiết kế riêng giống hệt cái của Lục Minh Tinh xem ra hai người này làm lành rồi. Liên Dung rất bức trước vì chuyện trước đây, lúng túng đứng trước mặt tôi. Chị Giang, thật xin lỗi, tại em mà chị hiểu lầm. Tên ngốc lục minh tinh này chẳng bao giờ chịu nghe người ta nói. Em đã mắng ảnh một trận rồi, chị đừng trách ảnh nha, giọng nói của cô ấy mềm mại, nhẹ nhàng, khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân, tôi đối với Liên Dung cũng tràn đầy ái náy. Lúc chưa biết chân tướng, tôi còn chửi thầm cô ấy trong bụng không biết bao nhiêu lần, không sao, thật ra chị cũng có lỗi. Lúc đó chị té văn hết cả ai quy, chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã bao đồng khuyên lục minh tinh từ bỏ em, cũng may nó không nghe lời chị, không thôi chị thành tội nhân rồi, liên dung xua xua tay, không phải, không phải. Thật ra những lời chị nói cũng chính là khúc mắt trong lòng em. Chắc chị cũng nghe nói hoàn cảnh của em rồi, nhà họ lục nhà cao cửa rộng, em chưa từng nghĩ mình và lục minh tinh có thể tu thành chánh quả sau khi chị nói chuyện với ảnh ảnh mới hiểu ra em lo ngại điều gì ảnh dẫn em về nhà chú thím đều rất thân thiện em mới có thể dẹp bỏ chướng ngại trong lòng mà kiên định ở bên ảnh lục minh tinh cũng chân thành cảm ơn tôi giờ cậu nhớ lại vẫn còn sợ có điều mấy lời chị nói thật làm em giật cả mình gì mà liên hôn thương nghiệp rồi nuôi trai bao em còn tưởng chị nghĩ như vậy thật nữa em biết anh hai thích chị đến cỡ nào, lúc đó thật phẫn nộ dùng cho ảnh, ngẫm lại cảnh tượng hôm đó làm tôi nóng bừng cả mặt, cảm thấy mình chẳng khác gì kiểu người cặn bã không tim không phổi, chẳng trách Lục Minh kỳ tức đến nỗi dọn đồ qua công ty ở. Lục Minh tin thấy tôi mất tự nhiên, nói sang chuyện khác, dạo này chị thế nào, khỏe nhiều rồi, tôi bỏ ra hai ngày nghiên cứu kỹ càng, cô bé lọ lem trùng sinh thành người tình quốc dân bây giờ mặc dù ký ức chưa khôi phục hoàn toàn nhưng ít nhất cũng phân biệt rõ ký ức nào đến từ tình tiết truyện người xung quanh đều rất kiên nhẫn chỉ cần tôi hỏi họ sẽ trả lời tất cả những gì mình biết tôi ngồi một lát rồi định rời đi lục minh kỳ nhắn tin bảo tôi nhanh chóng tới chỗ hắn vừa tới cửa lục minh tin gọi tôi lại chị hai sau này nhớ chú ý an toàn hiếm khi thấy cậu ta dùng biểu tình nghiêm túc như vậy chị không biết lúc chị bị thương anh hai em lo lắng đến mức nào đâu, em từng này tuổi cũng chưa từng thấy ảnh khóc đến mức như vậy, toàn thân run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi sẽ mất đi chị, lúc đó tôi hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, đây là lần đầu có người nói với tôi điều này, mối quan hệ giữa tôi và Lục Minh Kỳ hiện giờ có chút kỳ lạ, thông qua bản thân hắn và người thân, bạn bè, không khó nhận ra tình cảm của hắn đối với tôi sâu nặng đến cỡ nào, nhưng mà tôi không nhớ nổi thiết lập nhân vật nữ phụ độc ác đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi ba tháng trong khoảng thời gian đó tôi đối với hắn chỉ dừng lại ở mức độ chiêm ngưỡng thưởng thức đặt bản thân mình ở một vị trí an toàn sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào hắn kể hết sức sống động chuyện chúng tôi quen biết nhau như thế nào tình cảm tiến triển ra sao cuộc sống sau khi cưới ngọt ngào đến mức nào tôi lại không có cảm giác chân thực nhưng hắn thật sự là mẫu người tôi thích tình cảm phát triển rất nhanh chỉ là không đủ đồng bộ, đôi khi Lục Minh Kỳ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chăm. Nhiều lần tôi cảm giác rõ ràng hắn không hài lòng với phản ứng của tôi. Hắn thường kể chuyện trong quá khứ của hai chúng tôi, một số chuyện tôi có ấn tượng nhưng phản ứng không đủ nhiệt tình. Thế là hắn không vui. Có lần tôi mượn điện thoại của hắn, thấy trong trình duyệt một chuỗi dài các lịch sử tìm kiếm, điều trị mất trí nhớ như thế nào, mất trí nhớ phải làm thế nào mới có thể khôi phục chấn động não dẫn đến rối loạn ký ức phải trị bằng cách nào thôi miên có giúp ổn định ký ức bị rối loạn không vân vân và vân vân hắn còn tham khảo ý kiến của không ít bác sĩ nhưng tư vấn trực tuyến không chính xác có hai bác sĩ nói khá là nghiêm trọng hắn liền không muốn trò chuyện tiếp nữa tiểu lý kể những lúc tôi nghỉ ngơi trong phòng thỉnh thoảng có bác sĩ gia đình đến thăm vào phòng làm việc nói chuyện với lục minh kỳ cả tiếng mới rời đi hắn vô cùng gấp gáp muốn tôi trở lại bình thường trước mặt tôi hắn đóng vai người chồng hoàn hảo không tì vết không để tôi cảm nhận được mảy may vội vàng nóng nảy nào dạo này hắn khá bận rộn thường xuyên tăng ca đến tận khuya đã rất lâu rồi chúng tôi chưa ngồi lại trò chuyện với nhau lần nào hôm nay tôi tới công ty tâm trạng của hắn không tồi nhưng lúc nghỉ trưa dẫn tôi vòng quanh công ty một chuyến trở lại văn phòng tôi đưa danh sách cho hắn xem địa chỉ anh viết sắp đi xong rồi em cảm thấy không có tác dụng gì cả lục minh kỳ nhận lấy vừa nhìn vừa hỏi tôi cảm thấy phiền không muốn đi sao hắn biết tôi thích ru rú trong nhà không phải tình trạng của em không giống mất trí nhớ thông thường em không mất nhiều ký ức chỉ là hơi lộn xộn chút thôi nhìn cảnh vật quen thuộc không hiệu quả cho lắm được hắn vo tròn tờ danh sách rồi ném vào thùng rác vậy sau này không đi nữa tôi không phải có ý đó em đọc xong quyển tiểu thuyết đã phân biệt được ký ức cái nào nào thật cái nào giả rồi hắn không thể làm gì hơn ngoài khen ngợi ôi bà xã anh giỏi quá đi mất ý em là cho dù cả đời này em vẫn thế này anh cũng không cần lo lắng rối loạn ký ức không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của em hết anh đừng khiến bản thân quá mệt mỏi công việc đã đủ bận rồi Chuyện của em cứ thuận theo tự nhiên là được, khóe môi Lục Minh Kỳ hạ xuống, không gượng cười nữa, anh không muốn em bị bệnh, em không có bệnh, đối với anh, không hồi phục hoàn toàn chính là bị bệnh, hết cách rồi, trị không khỏi, Lục Minh Kỳ vỗ vỗ đùi, ra hiệu cho tôi ngồi lên, hắn muốn ôm tôi, thời điểm thiếu cảm giác an toàn, hắn đều thích ôm lấy tôi, tôi rất biết hợp tác, ngồi lên đùi hắn, áp sát vào hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như lúc hắn an ủi tôi lục minh kỳ em thích anh đừng như vậy mà có được không giọng lục minh kỳ buồn buồn hồi trước em toàn nói yêu anh tôi vội vàng thay lời em yêu anh hồi trước em còn chủ động hôn anh tôi hôn hắn một cái bây giờ em cũng sẽ chủ động hôn anh sao em có thể nói tụi mình là liên hôn thương nghiệp chứ hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này đầu em có chút vấn đề mà em còn muốn ly hôn với anh sẽ không bao giờ như vậy nữa sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau bỏ anh rồi em biết tìm ai đây lục minh kỳ khẽ hừ một tiếng mấy người chị em của em chẳng phải thường xuyên giới thiệu đàn ông cho em sao em còn lâu mới gả cho loại người đó à tức là không phải loại người đó là em sẽ gả liền có khói bốc lên cao từ ngọn núi lửa đó kìa còn đem ảnh khỏa thân của đàn ông về nhà giang việt linh em giỏi lắm quan còn hơn thị kính nữa mà là Trương Loan này ép em đó chứ. Em mà biết thì còn lâu mới nhận. Với lại nam sinh người ta mặc quần đùi rõ ràng, khỏa thân hồi nào, nam sinh. Lục Minh Kỳ khó chịu trêu chọc, nhìn mặt già chát, nhất định là nhỏ hơn tụi mình rồi. Người ta làm trong ngành giải trí, mới đỡ bút thì tuổi tác sao mà lớn được, em chê anh già. Hắn siết chặt eo tôi, năm nay anh mới 25 tuổi. Còn trẻ lắm nha ai chê anh già đâu chứ, tôi kiên nhẫn vuốt tóc hắn, bắt chước giọng điều vừa triều mến vừa bất đắc dĩ của hắn, đầu óc có vấn đề là phải đi chữa liền, tuyệt đối không được giấu bệnh sợ thầy, có biết không, Lục Minh Kỳ buồn cười, ông tôi ngã người ra sau, thoải mái mà nằm ngửa, anh đã xem video giám sát em nói chuyện với thằng Úc. Hắn nói, em biết. Hôm đó em về nhà, anh đang xem không phải sao, anh xem đi xem lại rất nhiều lần lúc đó anh không biết đó là di chứng của chấn động não cứ tưởng suốt ba năm nay em đều đang diễn kịch với anh lúc em nói những lời đó với thằng út biểu tình vô cùng nghiêm túc cực kỳ có sức thuyết phục cho nên anh tin liền nửa tin nửa ngờ lúc đó đầu óc anh rối bời em thì không thèm giải thích lấy một câu từ bên ngoài trở về cũng không chào hỏi một tiếng giống như chấp nhận hết thảy mọi chuyện có trách thì trách bệnh viện kiểm tra mấy lần đều không phát hiện ra vấn đề gì có lẽ tình huống của tôi có hơi đặc biệt, bác sĩ xem ảnh chụp X quang cũng không khám ra được gì. Một tuần đó, anh ở công ty hầu như ngày nào cũng mất ngủ. Anh cả sợ anh đột tử, ở bên cạnh canh chừng đến khi anh ngủ rồi mới đi nghỉ ngơi. Cuối cùng ảnh nhịn không được, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Anh kể cho ảnh nghe, anh cả tỉnh táo hơn anh nhiều, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bảo anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Vụ này còn có sự trợ giúp của anh cả nữa, Lục Minh Kỳ, em nha. Lúc anh không có nhà vẫn sống vui vẻ thoải mái như thường, còn đem ảnh của đàn ông xa lạ quan tới trước mặt anh nữa. Thần thiếp không cố ý mà. Trương Loan vừa đưa cho tôi, tôi quay đầu đã quên bén đi. Nếu không phải sơ ý làm rơi chiếc túi, chắc tới Tết Công Gô tôi mới phát hiện ra tấm ảnh đó. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều mang một chiếc túi khác nhau. Lúc đó anh tức muốn bốc khói không muốn để ý tới em nữa. Hắn lên án, dây sau lại cười nói, nhưng mà em chủ động kéo tay anh, còn quan tâm anh ăn cơm chưa, thế là anh hết giận, sao anh dễ dụ quá vậy? Hắn lắc đầu bảo không, là quá yêu em. Bình thường Lục Minh kỳ ít khi dùng lời nói để biểu đạt tình yêu, hắn thích dùng hành động để chứng minh hơn. Hắn cảm thấy những lời này quá buồn nôn, không thích hợp lúc nào cũng treo ngoài miệng, hay là tôi lại nhớ nhầm rồi. Với tính cách của hắn, thỉnh thoảng lộ chút tuổi thân trước mặt tôi mơ hồ thể hiện tí ti mềm yếu đã là cực hạn chắc hẳn chỉ có lúc hắn cực kỳ bất an vô cùng khát cầu một liều thuốc an thần như bây giờ tôi ôm hắn chặt hơn trong lòng không khỏi thở dài đúng là tạo nghiệp mà dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới mà tôi cũng không chuẩn bị chu đáo mang giày góp quá cao thì cũng được đi còn không vừa chân không vừa chân cũng thôi đi xuống cầu thang còn không chịu nhìn đường cho cẩn thận mới giây trước lục minh kỳ còn dặn dò tôi một giây sau tôi đã té lăn như cuốn chiếu ngay trước mặt hắn lúc đó chắc hắn bị dọa sợ chết khiếp tôi khẳng định không mong tai nạn xảy ra sau khi sự cố phát sinh cũng không có ai trách cứ gì tôi dù sao tôi cũng là người bị thương vấn đề là tôi không biết bị cái sao quả tạ nào chiếu trước khi gặp tai nạn lại đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó tràn trề tác giả cũng thật là biết viết bị bừa một nữ phụ thôi cũng có thể trùng họ trùng tên với tôi Nói thật nhé, tên này của tôi cũng có phổ biến gì cho cam. Tôi và Lục Minh Tinh đã im lặng mấy phút liền. Mấy hôm nay Lục Minh Kỳ thật sự mệt mỏi, nằm ôm tôi và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi định ngồi dậy, muốn để hắn ngủ thoải mái một lát. Hắn bỗng mở bừng mắt, lập tức kéo tôi lại, giọng đầy khẩn trương, "Em định đi đâu, hả?" "À, hay là anh vào phòng ngủ một giấc đi." Cuộc họp còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, em vào với anh đi tôi không buồn ngủ chút sao, hồi sáng nướng đến 9 giờ mới dậy, nhìn quần thâm dưới mắt hắn, tôi không đành lòng, được. Ông xã thật sự quá yêu tôi, phải làm sao bây giờ, Lục Minh Kỳ đi học, bảo tôi ở lại văn phòng chờ hắn, tan sở sẽ đưa tôi đến nhà hàng ăn tối, tôi chán đến dáng cũng chẳng buồn đập, đúng lúc Trương Loan nhắn tin tìm tôi bà tám chuyện bốn phương. Tôi liền kể vài chuyện cho nhỏ nghe, Trương Loan trả lời tôi bằng một chuỗi dấu ba chấm sói con nhà tôi còn đang nằm kế bên không có nhu cầu ăn cơm chó cảm ơn nhiều mà bà bị mất trí nhớ thật hả tôi chính xác thì là rối loạn ký ức có điều đúng là tôi mất một phần trí nhớ trương loan cũng tại bà không chứ ai chả biết bà thích cái hãng giày đó ở chỗ nào nữa đã nói khó mang gần chết mà cứ nhất quyết đòi mang từ nay về sau sẽ không bao giờ mang nữa bây giờ cảm thấy giày hãng đó chẳng có gì đẹp suýt nữa đi đời nhà ma còn thấy đẹp mới là lạ vài phút sau trương loan gửi tới một tin nhắn dài thược lục minh kỳ trở thành như bây giờ cũng không có gì khó hiểu hôm đó bà hôn mê tại chỗ gọi thế nào cũng không tỉnh căn biệt thự đó ở vùng ngoại ô xe cứu thương phải mất chút thời gian mới tới nơi tụi tôi thì không dám tùy tiện chạm vào bà lục minh kỳ trên thương trường nổi tiếng đi một bước tính mười bước nói thật tôi quen ổng mấy năm Lần đầu tiên nhìn thấy ổng ngơ ngác, mờ mịt như vậy, ổng cứ vừa khóc vừa gọi tên bà, bà thì như thể đã quy tiên không chút phản ứng. Tôi thiệt sợ bà mà có bề gì, ổng sẽ không chút do dự mà đi theo bà, tôi không ngờ Trương Loan cũng ở đó. Có vẻ như nhỏ nhìn thấu tình cảm của tôi và Lục Minh Kỳ, lần trước tám nhãm, tôi nói tôi với Lục Minh Kỳ là vợ chồng trên danh nghĩa, sao bà không phản bác câu nào? Trương Loan dỗi, nương nương ơi, ngài đã hứng lên thì lời nào mà chẳng dám nói, tấm ảnh bà nhét vào túi tôi bị Lục Minh Kỳ nhìn thấy, cũng có phải lần đầu đâu mà, không phải lần đầu, tôi giật nảy cả mình, không thể nào. Lục Minh Kỳ nói tôi với ảnh vô cùng thấm thiết, không đời nào tôi đi ăn vụn, ai nói bà ăn vụn, Trương Loan chịu hết nổi, gửi tin nhắn thoại tới, cưng của chị ơi, giá thị trường của bà cao, biết bao nhiêu tiểu minh tinh muốn nhận bà làm kim chủ mấy tên nhóc đó có vòng quan hệ của riêng mình, đậu được cành cao sẽ quay lại giúp đỡ, dắt mối cho anh em. Tôi có nói trước rồi, bà cứ ở mờ nhận thông tin liên lạc, xong thì coi như chưa có gì xảy ra, chỉ là chút chuyện nhỏ, bọn họ mà hỏi, tôi tùy tiện dỗ dành tí là được. Tôi nào biết đầu bà có vấn đề, tôi hỏi, bà còn kể chuyện chồng tôi với Liên Dung, nói người ta đàn ông có vợ cũng không buông tha, hết drama đỡ ghiền thôi mà hì hì. Mấy người kia đồn đãi linh tinh, tôi sức mấy mà tin, định đem ra treo bà tí, không hổ danh là chị em plastic, chuyện này cũng đem ra nói đùa được, chồng bà thương bà còn không tốt sao. Trong giới này, người tìm được chân ái còn ít hơn trúng độc đắc. Nếu bà thấy có lỗi thì đối xử với người ta tốt một chút, tháng sau là sinh nhật của ổng, chắc bà chưa quên đấy chứ, hỏi một câu làm tôi cứng họng, thử lục lại trong đầu, Ngày tháng chính xác lập tức nhảy ra, cũng còn may, cũng còn may, tôi thở vào nhẹ nhõm. Trương Loan nhắc nhở hết sức kịp thời, tôi còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Lục Minh Kỳ. Lục Minh Kỳ cũng thực dụng như tôi. Mấy kỳ sinh nhật trước, hắn tặng tôi xa xỉ phẩm, tôi tặng hắn mấy cây vàng, hắn chưa từng phàn nàn, chắc hẳn là rất thích. Năm nay có hơi đặc biệt, tôi muốn thêm chút sáng tạo khác người, tặng một món quà chạm được đến tim hắn, làm hắn vui vẻ hạnh phúc nghĩ tới nghỉ lui tôi giật mình nhận ra tôi chẳng biết hắn muốn gì cả ấn tượng sâu đậm nhất về lục minh kỳ trong lòng tôi là đặt sự nghiệp lên trên hết hắn tận hưởng niềm vui sướng khi chinh phục thử thách trên thương trường một đứa ăn no chờ chết như tôi cũng không phải không giúp ích gì cho sự nghiệp của hắn hắn cưới tôi có thể nói là bội thu về tình yêu lẫn sự nghiệp thế nhưng chuyện hợp tác dính đến ba và anh trai tôi một đứa giúp đặt cán mai như tôi khơi khơi muốn xin một cái dự án tặng cho Lục Minh Kỳ. Không thực tế, kiến thức về đầu tư của tôi cũng chỉ nửa vời, mấy cơ hội đầu tư tốt đều là hắn làm tôi hưởng lợi, trực tiếp đưa tiền càng không tưởng nổi. Tôi còn phải dựa vào tiền tiêu vặt hắn cấp hàng tháng để sống qua ngày, hôm nay Lục Minh Kỳ tan sở đúng giờ, hắn đặt chỗ ở một nhà hàng cạnh công ty, thấy tôi mặc ủ mày ê, hắn lo lắng, thấy khó chịu chỗ nào hả? tôi cắn chiếc nĩa, quyết định không lãng phí tế bào não nữa, đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn quà sinh nhật gì? Lục Minh Kỳ dường như đã quen việc chỉ số lãng mạn cao như chuồng chuồng bay vào ngày mưa của tôi, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, còn lâu mới tới, tháng sau là tới rồi. Mấy năm trước chẳng phải em đều chờ ngày sát nút mới đến ngân hàng mua vàng thỏi sao? Tôi ngượng ngùng nói, năm nay em muốn tặng một món quà giá trị hơn chút, anh không nghĩ em có thể tìm được quà gì tốt hơn thỏi vàng đâu chứ gì nữa, vàng bảo toàn giá trị mà, tôi biểu môi kinh bỉ, anh thật nông cạn, bị tiền che mờ hai mắt, Lục Minh Kỳ cười nửa miệng, ý anh là với bản tính ham tiền của em, trong mắt em có thứ gì tốt hơn vàng thỏi cơ chứ, hóa ra đang chửi xéo tôi nông cạn, con người tôi cũng thật là kỳ lạ. Rõ ràng từ nhỏ không lo cơm áo, nhưng lại có bản tính yêu tiền như mạng, bít tết được bưng lên. Lục Minh Kỳ giúp tôi cắt thành từng miếng vừa ăn rồi đưa qua hắn đột nhiên nói, thật ra có một thứ anh rất muốn có, mắt tôi sáng lên, anh mau nói đi, về nhà rồi nói, hắn thần thần bí bí, tôi còn tưởng là thứ quan trọng đến cỡ nào, vừa bước vào nhà đã không chờ nổi mà hỏi tới tấp, ai ngờ hắn bỏ mặt tôi, bước vào phòng làm việc, đóng cửa rồi khóa trái lại, tôi ngồi trước cửa còn chưa đến 5 phút, hắn đã trở ra, trong tay cầm một tờ giấy A4. Lục Minh Kỳ khi còn bé từng học thư pháp, thành tích khá đáng nể, chỉ vài dòng ngắn ngủi đã thể hiện sự cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng hàm súc. Ký vào đi, tôi cầm lấy, giấy trắng mực đen hiện lên mấy dòng. Một bên B cam kết không bao giờ ly hôn với bên A. Hai bên B cam kết không bao giờ phản bội bên A. Ba bên B cam kết không bao giờ bỏ rơi bên A. Cột bên A đã ký sẵn tên của hắn. Đúng là không gian không thành thương, toàn bộ đều là trách nhiệm, nghĩa vụ của bên B. Tôi nhìn hắn, cái này không có hiệu lực pháp lý anh biết. Hắn đưa cho tôi một cây bút máy, anh tin em không phải loại người hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều, đó là lý do qua quyết tôi dùng để trốn khỏi hắn đi chơi với đám bạn hôm hắn nổi điên chặn tôi trước cửa thang máy. Tôi không rõ hắn lặp lại lời này là đang nhạo bán hay muốn ám chỉ tôi điều gì, nếu hắn đã muốn, tôi sẵn sàng ký, lục minh kỳ như nhặt được báu vật, trịnh trọng tất tờ giấy đó vào két sắt, tôi đứng bên cạnh cười hắn, anh là học sinh trung học mới biết yêu à hắn ung dung nhìn sang, thản nhiên đáp, bởi thế mới nói ngoài vàng ra, trong mắt em chẳng có gì là giá trị, một tờ giấy lộn mà thôi. Lục Minh kỳ giả vờ kinh ngạc, em thế mà lại so sánh tình yêu sâu đậm của mình với tờ giấy lộn à, tôi không thèm tranh cãi với hắn, hắn vui là được. Đợi đến sinh nhật hắn, tôi đi mua 10 thỏi vàng đặt lên bàn làm việc của hắn, mảnh giấy kia dường sư thực sự hữu ích. Kể từ hôm đó, Hắn không còn bị ám ảnh với việc tham khảo ý kiến bác sĩ tìm phương pháp trị liệu, cũng không thường xuyên đưa tôi đi khắp nơi gợi mở ký ức nữa. Sau khi biết hắn không phải nam phụ si tình, tôi rất sẵn lòng cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, quan hệ ngày càng trở nên thân thiết hơn. Dù sao hai chúng tôi đều là hình mẫu mà đối phương thích. Trước Tết, chúng tôi có hẹn kiểm tra sức khỏe. Vì tôi là phụ nữ đã có gia đình, lại chậm kinh hơn 10 ngày, bác sĩ cẩn thận yêu cầu tôi đi thử thai trước. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, tôi không quá bận tâm. Kết quả lại làm tôi và Lục Minh kỳ giật nảy cả mình. Tôi mang thai, đứa con mà tôi mong đợi suốt ba năm, cuối cùng cũng yên vị trong bụng mình. Lục Minh kỳ ngoài miệng nói con cái có hay không đều được, thực chất trong bụng mừng đến nở hoa. Xế chiều hôm đó, tin tôi mang thai truyền khắp phòng bạn bè, thân thích, tháng còn non, bụng vẫn chưa hiện, tiểu lý mới trở về nhà chính được mấy tháng lại bị chuyển qua đây em ấy không có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai, chỉ đến canh chừng bảo mẫu vừa được thuê tới, thuận tiện trò chuyện với tôi cho đỡ buồn chán. Lục Minh Tinh và Liên Dung đặc biệt mua thuốc bổ đến thăm tôi. Công tử Bạc Liêu sau khi đắc thắng tình trường thì tính tình cũng trầm ổn hơn trước rất nhiều, mặc âu phục, thắt cà vạt, chải kiểu tóc người lớn, nhìn qua cũng khá là phong độ. Lúc trước bị Lục Minh Kỳ đánh cho một trận nhưng dường như cậu ta không hề để trong lòng, Chào hỏi tôi xong thì lên phòng làm việc tìm anh trai mình bồi dưỡng tình anh em. Liên Dung và Tiểu Lý cùng tôi vào phòng khách. Tiểu Lý nói Lục Minh Tinh và Liên Dung sắp có chuyện mừng, phía Lục Minh lễ hình như cũng có biến. Nhà họ Lục dạo này chuyện mừng nối tiếp chuyện vui, chuyện tôi bị rối loạn ký ức Liên Dung đã sớm nghe qua, chỉ là trước kia không tìm được cơ hội thích hợp. Lần này gặp mặt, cô ấy nhịn không được mà hỏi tôi chi tiết, tôi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Liên Dung nghe cô ấy và tiểu lý cười xỉu ngang xỉu dọc, thật quá trùng hợp rồi. Nữ phụ độc ác thì cùng tên với chị, nữ chính thì thích ăn bánh trung thu liên dung, đâu chỉ có bấy nhiêu. Tôi nói, nữ chính dây dưa mập mờ với ba anh em nhà tài phiệt, lại là bạn gái cũ của cậu ba, nữ phụ độc ác lại tình cờ là vợ của cậu hai, liên dung lau nước mắt vì cười, cho nên chị mới nói với lục minh tinh những lời đó chị cảm thấy dù sao cuối cùng em cũng sẽ không chọn ảnh, chi bằng chia tay sớm, bớt đau khổ. tôi lúng túng xoa xoa mũi. chị nghĩ cùng là vai phụ, việc gì phải làm khó lẫn nhau. dáng vẻ muốn khóc mà không thể khóc của lục minh tinh thật là đáng thương muốn xỉu. hai anh em ra khỏi phòng làm việc, nghe thấy lời này, thành kiến của lục minh tinh đối với tôi đã tan thành mây khói, bây giờ sẵn sàng chủ động bắt chuyện với tôi. cậu ta ngồi xuống cạnh liên dung, vẻ mặt nhăn như khổ qua chị hai, hôm đó chị đúng là sĩ vả em không đáng một đồng. Lúc đó em làm việc ở công ty cũng được một năm, cảm thấy năng lực của mình cũng không tệ. Chị chỉ mắng vài câu đã khiến em hoài nghi nhân sinh, hôm đó những lời tôi nói quả thật rất khó nghe, thật xin lỗi, Lục Minh Kỳ xoa bóp cánh tay cho tôi, xin lỗi cái gì? Đáng đời nó, Lục Minh Tinh không hề nổi giận chút nào, còn hùa theo, là em đáng đời, em là thằng mắc dịch chị hai chửi đúng lắm, cậu ta biết điều như vậy, làm tôi có chút không quen. Tôi hỏi Liên Dung, lúc đó em nhất định phải vào tập đoàn lục thị là vì thằng ngốc này, Liên Dung xấu hổ gật đầu, lúc đó em ở công ty khác làm việc rất thuận lợi. Một chị khóa trên kể với em là sau khi tụi em chia tay, lục minh tinh vô cùng xa suốt, suốt ngày hút thuốc, rượu chè, em từng này tuổi, cũng chỉ có vài người thật lòng đối xử tốt với em. Lục Minh Tinh là một trong số đó em không đành lòng thấy ảnh cứ tiếp tục suy sụp như vậy, lục minh tinh đắc ý hất cầm, em chính là không nở rời xa anh, tôi vẫn cảm thấy thật thần kỳ, trong giấc mơ của chị, chị mơ thấy em năm nay vừa mới tốt nghiệp. Sau này đọc lại tiểu thuyết, nữ chính vẫn còn đang đi học, lục minh tinh suy đoán, có lẽ là chị đọc trên status của em. Khoảng thời gian thi tốt nghiệp, Liên Dung chịu áp lực rất lớn. Ngày nào em cũng đăng status cổ vũ thanh niên các cậu có phương pháp cổ vũ độc đáo thật, em cũng đâu muốn khoe khoang, chỉ là nhịn không được thôi mà, chị và anh cậu xưa nay có khoe khoang âu yếm đâu, lục minh tinh liếc nhìn anh hai mình, anh của em cả ngày sợ chị bị người ta cướp đi, hận không thể giấu chị cho kín. Chị hy vọng gì chuyện ảnh chủ động khoe âu yếm, đúng là không có, tôi cũng không phải kiểu người thích trải cơm chó, tiễn khách xong, lục minh kỳ đỡ tôi về phòng nghỉ trưa. Một lần bị rắn cắn, ngàn năm sợ dây thừng sau khi tôi mang thai lục minh kỳ cho người dọn dẹp một căn phòng ở tầng trệt không cho tôi lên tầng hai nữa tôi cũng còn sợ hãi lại vấp ngã thì không đơn giản là chấn động não nữa vì sinh mệnh nhỏ bé trong bụng tôi nhất định phải cẩn thận nhưng mà lục minh kỳ cẩn thận hơi lố một đoạn đường ngắn cũng cũng phải dìu tôi đi hắn đỡ tôi nằm xuống giúp tôi đắp chăn rồi kéo ghế đến bên giường xem ra là muốn ở bên cạnh cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ ông xã yên tâm chút dê anh căng thẳng quá rồi lục minh kỳ cười lắc đầu không có anh chỉ là muốn chăm sóc em cho thật tốt tôi xoay người nằm nghiêng nhìn hắn thích em đến vậy à lục minh kỳ giúp tôi vén tóc mái khẽ cười em muốn anh trả lời như thế nào không muốn thế nào cả em chỉ là không hiểu rốt cuộc anh thích em ở điểm nào hay là vừa gặp đã yêu, hắn suy nghĩ một lát, người trẻ trung, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng lại có tiền, dù tìm trai bao thì người ta cũng sẽ cho không, biếu không, nghe quen tai quá vậy nhỉ, đây không phải lời tôi nói với lục minh tinh hôm nọ sao, tôi phê bình hắn, nam tử hắn đại trượng phu, tính toán chi ly quá vậy, lục minh kỳ cười không nói lời nào, cầm lấy remote mốt điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, tôi ngủ tròn một giấc, nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều. Lục Minh Kỳ không ở trong phòng, 80% là trong phòng làm việc, sao không gọi tôi dậy, buổi sáng ngủ nhiều quá, đến tối lại ngủ không được, tôi mở điện thoại lên, tất cả báo thức đều bị tắt mất, tiểu lý đang giám sát nhân viên dọn dẹp trong phòng khách, thấy tôi bước ra liền bước tới nói, mợ hai, cậu hai nhận được thông báo đột xuất, phải đến công ty học, tôi biết rồi, cậu hai bảo đầu bếp nấu cháo hạt dẻ mà mợ thích, mợ ăn luôn bây giờ không à? tôi mới ngủ dậy không thấy ngon miệng đợi lát nữa đi dạ mợ có cần em giúp gì không ạ à? tôi xua tay không cần mọi người cứ làm việc của mình đi tôi vào phòng làm việc tìm quyển sách đọc bây giờ tôi không đọc nổi tiểu thuyết mạng nữa có chút bóng ma tâm lý trong phòng làm việc có rất nhiều văn học nghiêm túc thỉnh thoảng tôi cũng vào lật vài quyển bồi dưỡng tình cảm với lục minh kỳ bước vào phòng làm việc tôi đột nhiên nổi hứng muốn nhìn thử gia tài nhỏ mà lục minh kỳ tích góp mấy năm nay hắn nói tài sản là của chung không phân biệt của anh với của em không hề giấu giếm mật mã với tôi tôi mở két sắt ra đập vào mắt là tờ giấy cam kết như trò đùa của mấy nhóc lớp mầm hôm nọ tôi cầm lên xúc cảm không đúng lắm thử xoa ngón tay hai lần hai tờ giấy tách nhau ra mảnh giấy phía dưới ố vàng trông đã rất xưa cũ chữ viết như gà bới chó cào viết rằng gian việt linh cam đoan sau khi lớn lên nhất định sẽ gả cho lục minh kỳ chữ viết xấu đuôi xấu mù này có vài phần phong cách của tôi từ năm lên tiểu học tôi đã bắt đầu luyện thư pháp tuy chữ không thể khen một tiếng đẹp nhưng vẫn coi như đoan chính tờ giấy này hẳn phải viết khi tôi còn rất nhỏ tôi và lục minh kỳ từng có hẹn ước kiểu này hoàn toàn không có chút ấn tượng gian thương không hổ là gian thương tuổi còn nhỏ đã biết tìm vợ cho mình tôi vừa bối rối vừa thấy buồn cười tôi chụp một bức gửi cho Lục Minh Kỳ. Có lẽ hắn đang họp, không nhìn điện thoại nên hơn nửa tiếng sau mới trả lời. Hắn không thèm để ý chuyện bí mật của mình bị người khác nhìn trộm, ngược lại oán trách tôi, anh còn tưởng tới lúc em sắp xếp di vật cho anh mới phát hiện ra nữa chứ, đó là kết sắt cá nhân của anh. Muốn cho em biết sao không đặt ở chỗ nào dễ thấy một chút, ha? Quả nhiên em không nhớ gì hết. Đúng là một chút cũng không ngoài dự đoán. Tôi không phục, lúc đó em mới bao nhiêu tuổi? Anh dám đảm bảo chuyện gì trong đời anh cũng nhớ rõ hết không? Lục Minh Kỳ giỏng giạc, dám chứ, nói không chừng hắn có thể thật. Khi còn nhỏ, tụi mình từng gặp nhau, tự suy nghĩ đi, tôi mà nhớ được còn cần hỏi hắn sao? Hắn đang làm việc, tôi cũng không miệt mài theo đuổi. Khoảng 7 giờ tối, Lục Minh Kỳ về nhà cùng tôi ăn cơm. Giữa bữa ăn, tôi hỏi lại lần nữa hắn dùng ánh mắt người chồng bị ruồng rẫy nhìn tôi muốn bao nhiêu oán trách có bấy nhiêu oán trách tôi trở về phòng lấy sổ khám bệnh ra ngài lục ngài còn nhớ vợ mình có di chứng chấn động não không không có di chứng thì em cũng đâu nhớ được nói không chừng em nhớ đó chỉ là tạm thời quên mất thôi trên trán hắn viết rõ chữ có quỷ mới tin em tôi đảo mắt một vòng giả bộ không thèm để ý không nói thì thôi em cũng đâu phải người hay tò mò lục minh kỳ không mắc mưu chỉ cúi đầu ăn cơm hắn càng không nói tôi càng muốn biết có lẽ ánh mắt khát khao của tôi đã làm tan chảy ý chí sắt đá của hắn lúc tắt đèn đi ngủ lục minh kỳ chủ động kể ra ông bà ngoại của anh trước khi ra nước ngoài định cư đã từng sống ở an thành biệt thự ở cùng khu với nhà họ giang tôi nằm trong bóng tối vểnh tai lắng nghe khi còn bé anh thường cùng ba mẹ về an thành thăm ông bà tiểu khu đó không nhiều trẻ con cho lắm nên anh trai em ít khi dẫn em theo chơi, anh cả lớn hơn tôi 5 tuổi, khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì anh ấy đã có nhóm bạn bè cho riêng mình, không muốn có cái đuôi lẻo đẻo theo sau. Lục Minh Kỳ, chúng ta gặp nhau vài lần ở khu vui chơi dành cho trẻ em. Em thấy anh chịu khó chơi với mình, ngày nào cũng tới rủ anh chơi nhà tròi, cái gì là chịu khó chơi với em? Tôi không đồng tình, anh chỉ hơn em có 2 tuổi, lúc đó còn chẳng phải tuổi thích chơi nhà tròi, không, anh chưa từng thích chơi trò đó, phai, thành thật mà nói, tôi cũng không tưởng tượng được dáng vẻ lục minh kỳ chơi bán đồ hàng, rồi sao nữa, em nói em rất 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 thích anh, lớn lên muốn gả cho anh, ba chữ rất luôn mới chịu, tôi khi còn bé chủ động ghê nơi. Tờ giấy kia là hôn ước em viết cho anh. Lục Minh Kỳ cười nói, lúc đó em còn chưa đi học, không biết viết chữ là anh từng chữ một viết trên cát rồi dạy em viết theo, không phải anh lừa em viết đó chứ, anh nói chúng ta còn nhỏ, nói chuyện cưới gã thì sớm quá. Thế là em khóc đến thở không ra hơi, ôm chân anh không chịu buông, anh đừng có điêu. Em từ nhỏ đã thùy mị, nết na, không đời nào ăn và ai đâu nha, lục minh kỳ thời dài thật sâu, giang Việt Linh, dám làm không dám nhận là hèn, kích tướng cũng vô dụng thôi, anh chỉ đang nói sự thật. Em không tin, Lục Minh Kỳ cười khẽ vài tiếng, đúng là chết nhát mà. Anh không tin mấy tháng đó, em không có chút cảm giác nào với anh, anh là nam thứ chính đó, sao em không nghĩ tới chuyện tiên hạ thủ vi cường. Cứ Cư đổ anh so với ly hôn không phải càng có lời hơn sao, tôi thổn thức không thôi, tình yêu sao có thể sánh với mạng sống chứ, biết quý mạng sống rồi sao. Hôm đó bảo em nhìn đường cẩn thận sao không thấy em nghe lời, đừng nhắc nữa mà em hối hận xanh tím cả ruột gan rồi này lục minh kỳ áp sát lại cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tôi sau này đừng để bị thương nữa đồ ngốc việc này xem ra đã thành bóng ma tâm lý trong lòng hắn tôi xoa lên gương mặt hắn đừng nhớ đến nữa không phải bây giờ em đã bình an vô sự rồi sao rối loạn ký ức là bình an vô sự hả thì vẫn nhảy nhót tung tăng được mà tôi kéo tay hắn đặt lên bụng mình em bây giờ là một người mẹ khỏe mạnh đạt chuẩn iso mang thai sẽ rất vất vả em biết vậy sinh xong đứa này rồi chúng ta không sinh nữa có được không tôi thích trẻ con trọng điểm nằm ở có con hay không chứ không phải ở số lượng nhiều hay ít một đứa cũng được rồi càng có thể nuôi dạy cẩn thận và chu đáo hơn vậy anh phải chuẩn bị biện pháp tránh thai tất nhiên rồi em không uống thuốc đâu bàn tay to lớn của lục minh kỳ nhẹ nhàng xoa lên bụng tôi uống thuốc không tốt cho sức khỏe em đừng uống tôi rất hài lòng hắn ở điểm này luôn biết yêu thương thân thể vợ mình có nhiều đàn ông chỉ quan tâm đê ến niềm vui của bản thân mặc kệ người phụ nữ của mình sống hay chết tôi ngửa đầu hôn hắn lúc hôn đến trầm lục minh kỳ cười cúi đầu nụ hôn rơi lên môi hắn là hương bạc hà nhẹ nhàng sảng khoái hắn không hút thuốc cũng không uống rượu trên người chỉ có mùi thơm của dầu gội và sữa tắm hôn nhau một lát hắn bước ra trước tôi khó hiểu thử một tiếng hắn nói không hôn nữa ngoan ngoãn ngủ đi tôi lập tức hiểu ra chui khỏi vòng tay hắn nằm xuống phần giường của mình bây giờ chúng tôi không dám ôm nhau ngủ sợ ép phải bụng nằm bên cạnh tôi một hồi lục minh kỳ vén chăn xuống giường em ngủ trước đi anh lên lầu tắm rửa trong phòng không có phòng tắm sao sẽ làm ồn đến em em còn chưa muốn ngủ lục minh kỳ cũng không nhất quyết đòi lên lầu trước khi vào phòng tắm còn bật đèn lên không để tôi chơi điện thoại trong bóng tối từ phòng tắm bước ra hắn mang theo một thân hơi nước chui vào chăn cẩn thận giữ khoảng cách nằm nghiêng mặt đối mặt với tôi có biết tại sao anh bắt em viết giấy cam kết không nói đến chuyện này làm tôi tỉnh cả ngủ tràn đầy phấn khởi mà nhìn hắn tại sao lúc đó em hỏi thì anh không chịu nói bởi vì hôn ước em viết cho anh lúc còn bé Đầu môi khóe mắt hắn nhiễm ý cười, thật có chút hương vị lam nhan họa thủy, anh chỉ là nghĩ, lúc còn bé, em hứa sẽ gả cho anh, lớn lên thật sự trở thành mợ hai nhà họ Lục. Lần này em cam kết cả đời không rời xa anh, chắc chắn cũng sẽ không nuốt lời, tôi cười nhạo hắn ngây thơ như Lục Minh Tinh, hắn nắm lấy tay tôi, nâng niu trong bàn tay mình, nhiệt độ như thể từ đôi tay đang giao nhau lan tràn khắp toàn thân, tim tôi đập nhanh hơn gương mặt cũng nóng bừng lên vô thức lãng tránh ánh mắt như thiêu như đốt của hắn đến lượt lục minh kỳ cười tôi vợ chồng già với nhau còn thẹn thùng cái gì mới kết hôn có ba năm thôi nhưng anh đã thích em từ rất lâu rồi tôi giả vờ ghét bỏ hừ một tiếng hóa ra anh là lo ly côn b ba n thái lục minh kỳ cười càng tươi hơn nữa nắm chặt lấy tay tôi bóp nhẹ vài cái em nghĩ đi đâu rồi hả lúc gặp lại ở tiệc sinh nhật của anh cả, em đã tròn 18, mới có 5 năm, 5 năm không dài sao, tôi hơi xích lại gần hắn, chân thành nói, không dài, lục minh kỳ khẽ trao mày, tôi cười với hắn, chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều năm năm nữa, lục minh kỳ lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó mày giãn ra, xích lại gần, áp tráng hắn lên trán tôi, mấy năm nay, em đọc tiểu thuyết cũng không hoàn toàn uổng phí nhỉ. Nói nghe cũng thật bùi tai em nói câu nào làm anh cảm thấy không bùi tai, không có, vậy thì đúng rồi, Lục Minh Kỳ vừa lòng thỏa ý, nhịn không được lại bắt đầu ôm tôi, hứa rồi đó. Tương lai của chúng ta sẽ còn rất nhiều năm năm khác, tôi vỗ ngực cam đoan, yên tâm. Em không phải kiểu người hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Chồng ơi, anh đang bận hả, em cho anh coi cái này nè. Cười xỉu luôn, lúc Giang Việt Linh gửi tin nhắn đến, Tôi mới từ phòng họp bước ra. Tôi vừa trở về văn phòng vừa ấn mở mấy bức ảnh chụp màn hình mà cô ấy gửi đến. Là một đoạn ngắn trong tiểu thuyết máu chó mô tiếp, tổng tài bá đạo yêu tôi. Cô ấy đặc biệt thích đọc thể loại này, cảm thấy không cần phải động não, dùng giết thời gian rất tốt. Một sở thích khác của cô ấy là phỉ nhổ mấy tình tiết phi logic trong truyện cho tôi nghe. Cô ấy biết tôi không có nhiều thời gian rảnh nên luôn kể thẳng vào ý chính trên ảnh là chữ 5 triệu tệ được hai bằng gạch chân màu đỏ. Tình tiết đại khái là nam chính thuộc tầng lớp đỉnh cấp hào môn vì tranh giành một dự án 5 triệu tệ mà đấu đá với anh em ruột đến kẻ mất người còn. Buồn cười quá đi mất. Em không chờ nổi một giây nào mà gửi ngay cho anh coi. Em yêu anh quá luôn đúng không? Trong đầu tôi tự động phát họa ra dáng vẻ cười không thấy non sông của cô ấy, nhìn không được cũng cong cong khóe miệng. Tôi trêu chọc. Bớt xem mấy thứ vô bổ này lại. Không tốt cho ai quy của em đâu, Giang Việt Linh gửi mê một đứa bé tuổi thân biểu môi, xà lơ xàm xí. Xưa nay chỉ có bị té phát ngốc, làm gì có ai đọc tiểu thuyết đến đần bao giờ, đôi khi cô ấy đúng là có chút thuộc tính miệng quả đen trong người. Tôi đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, đi đứng phải nhìn đường cho cẩn thận, cô ấy luôn xem như nước đổ lá khoai. Sự thật chứng minh cô ấy quả thật nghe tai nọ sọ tai kia cũng may không té đến phát ngốc, nhưng để lại một số di chứng. Sau hai ngày nằm viện, nôn mửa không ngừng, bác sĩ kiểm tra lại và xác định Giang Việt Linh có thể xuất viện, tôi đón cô ấy về nhà. Điều đầu tiên cô ấy làm khi về nhà là kiểm tra kho bạc nhỏ của mình. Tôi thấy cô ấy lén la lén lúc ngồi trước két sắt của mình, đếm đi đếm lại mấy thỏi vàng, sau đó thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cô nhóc tham tiền này, mới xuất viện, việc đầu tiên làm là đi đếm vàng thỏi. Thấy cô ấy vẫn như xưa, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng yên bụng. Vốn dĩ tôi xin nghỉ dài hạn, định ở nhà với cô ấy một thời gian nhưng Giang Việt Linh lại không cho phép. Cô ấy hết sức đanh thép mà nói với tôi, đi làm đi. Không cần anh ở nhà với em. Anh không đi làm thì lấy gì nuôi em? Cô ấy thường nói là mình là một con mọt gạo. Trong mắt cô ấy, không đến công ty làm việc đúng giờ chính là mọt gạo. Kỳ thật mấy năm nay cô ấy thường cùng tôi đầu tư thậm chí còn cùng một người bạn đồng sáng lập phòng tranh giao cho người đại diện quản lý bản thân nằm ở nhà chờ tiền doanh thu tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần cô ấy vẫn dùng lý do đó đuổi tôi đi làm tôi đang phụ trách một dự án quan trọng nên cũng không khăng khăng đòi ở nhà ngày qua ngày cuộc sống chúng tôi trở lại bình yên như xưa gian việc linh thoạt nhìn mọi thứ đều ổn chỉ có điều không còn chụp ảnh màn hình gửi cho tôi nữa Tôi hỏi cô ấy sao dạo này không đọc tiểu thuyết, biểu cảm của cô ấy trong nháy mắt có chút vi diệu. Sau này tôi mới hiểu ra, lúc đó chắc hẳn cô ấy đang chửi thầm trong bụng, rằng chúng tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết rồi, còn đọc tiểu thuyết quá gì nữa. Tôi mơ hồ cảm thấy cô ấy có gì đó không ổn, nhưng lại không đào quá sâu. Chỉ cần cô ấy vẫn ỷ lại vào tôi, vẫn yêu tôi như lúc xưa, những chuyện khác tôi chẳng bận tâm, thằng Út là một khúc gỗ mục không thể đẻo làm việc liều lĩnh, bốc đồng lại hay cáo kỉnh. Tôi và anh cả đã góp ý riêng với nó không biết bao nhiêu lần, nó cứ hứa sẽ thay đổi, kết quả chỉ sửa được chút xíu. Tôi tình cờ gặp Liên Dung, người bạn gái cũ mà thằng út nhớ mãi không quên ở công ty. Thấy cô sắp ngã, trong đầu hiện ra gương mặt tái nhợt của Giang Việt Linh, tôi vô thức đưa tay ra đỡ. Sau khi Liên Dung đứng vững, tôi thầm thở vào nhẹ nhõm, cảnh tượng Giang Việt Linh ngã xuống cầu thang cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không kiểm soát được biểu cảm của mình liên dung ngập ngừng cảm ơn và hỏi tôi có chỗ nào không khỏe không tôi lịch sự cười cười lắc đầu nói không sao cả thằng út xuất quỷ nhập thần không biết từ đâu xuất hiện đầu tiên là tức giận kéo liên dung ra sau lưng sau đó trừng mắt nhìn tôi giận mà không dám nói gì thằng nhóc này từ nhỏ được người nhà nuông chiều thành tính tình thiếu gia lúc tức giận lên ai cũng không thèm nể mặt có điều nó vẫn sợ tôi và anh cả nó biết người khác không dám làm gì nó bọn tôi thì sẽ thật sự đập nó một trận là tai nạn thôi cô liên suýt ngã anh thuận tay đỡ cô ấy tôi chủ động giải thích thằng út không chấp nhận anh xem tôi là thằng ngu à tôi thì đúng là không được thông minh cho lắm tôi còn nhiều việc phải làm lười tranh luận với nó huống hồ hiện tại nó không được bình tĩnh nghe không hiểu tiếng người có gì ngày mai đến chỗ anh nói tiếp tôi xem đồng hồ thấy cuộc họp qua video với khách hàng đã sắp bắt đầu xoay người trở về văn phòng thằng út không đuổi theo tôi nghe nó chất vấn liên dung tại sao tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận hai người anh trai của mình nó còn nói tôi và anh cả là hai tên cáo già xảo quyệt một cô gái trẻ chưa trải việc đời như liên dung sẽ bị bọn tôi nuốt đến mảnh xương vụn cũng không còn thằng nhóc mắt dịch này anh đây là thông minh tài trí cáo già cái đầu mi thằng út vốn luôn bướng bỉnh ngỗ nghịch người anh trai rộng lượng như tôi chỉ đành tha thứ cho nó. Tôi chỉ không ngờ nó ăn gan hùng mật gấu, dám lén chạy đến trước mặt Giang Việt Linh nói năng bừa bãi, càng không ngờ Giang Việt Linh không thèm để ý chút nào. Cô ấy nói chúng tôi chỉ là liên hôn thương nghiệp, lợi ích là trên hết. Cô ấy nói mình ra ngoài tìm đàn ông sẽ có người xếp hàng dài săn đón. Nhìn thấy tôi, cô ấy không chút giận dữ, cũng không muốn chất vấn gì cả, thậm chí còn có vẻ rất vui sướng. Không giống Giang Việt Linh chút nào, cô ấy không thích khóc lóc om sòm, nổi điên nổi khùng nhưng đối mặt với người chồng đang bị tình nghi có hành vi vượt rào, ngay cả hỏi một câu cũng không có hứng thú, tuyệt đối không bình thường. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Giang Việt Linh nhưng cô ấy từ chối, viện lý do tụ hội với đám chị em của mình, cô ấy đặt ưu tiên của những người đó lên trước cả tôi. Có lẽ là cố ý, cố ý làm lơ tôi, cho tôi biết rằng cô ấy đang tức giận tôi lái xe đưa cô ấy đến đó. Suốt chặng đường, Giang Việt Linh nhắn tin uy chát với người khác, hoàn toàn không có ý chủ động mở lời. Tôi không biết đến cùng thằng Út đã nói gì với cô ấy. Xét từ phản ứng của Giang Việt Linh, cô ấy tin thằng Út, không tin tôi. Ý nghĩ này làm lửa giận trong lòng tôi bùng cháy. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm, lại thua mấy câu nói nhảm của thằng Út, thực tế còn tồi tệ hơn tôi tưởng. Giang Việt Linh không phải không tin tôi mà là cô ấy hoàn toàn không thèm để tâm đê ến chuyện đó, cô ấy nghĩ mình là một nữ phụ độc ác, nói thật, vợ tôi thường xuyên phát biểu mấy câu sốc tận ốc, tôi tập mãi cũng thành quen, vẻ mặt cô ấy hết sức nghiêm túc, không giống đang nói giỡn, tôi không thể không đối mặt, câu chuyện cô ấy kể vừa hoang đường vừa quỷ dị, lo diệt lại rất khớp với bản thân, tình tiết tương đương đúng chỗ, thậm chí cả chi tiết nửa cái bánh rán hành đều nhớ hết sức rõ ràng. Giang Việt Linh thích bánh tương hương, bánh tay cầm, lại ghét cây ghét đắng bánh rán hành, hiển nhiên trong mơ cô ấy vẫn ghét bánh rán hành. Cô ấy đi thương, phẫn nộ không thôi, một mặt hận chính mình sắp chết đến nơi còn kén ăn, mặt khác hận tác giả quá nhẫn tâm, người ta đã sắp chết còn bắt ăn bánh rán hành, quả nhiên là bất bình thường, tôi giật mình, sờ trán Giang Việt Linh. Quyết định đổi sang bệnh viện khác kiểm tra toàn diện cho cô ấy, rối loạn trí nhớ nghe ra đáng tin cậy hơn thức tỉnh ký ức nhiều. Sau một khoảng hoài nghi ngắn ngủi, Giang Việt Linh sản khoái chấp nhận sự thật này, cô ấy cảm thấy sao cũng được, thoát khỏi vận mệnh của nữ phụ độc ác, tình trạng của cô ấy tốt lên thấy rõ, tôi thì không tốt lắm, vợ thì vẫn là vợ, chỉ có điều không phải người vợ yêu tôi như trước đây nữa. Nếu có thể, tôi hy vọng cô ấy hồi phục trí nhớ càng sớm càng tốt, một lần nữa nâng tôi trở lại địa vị ngang hàng với vàng thỏi nói ra cũng thật buồn cười. Thằng Út thì suốt ngày tranh giành bạn gái với đám đàn ông thuộc mọi tầng lớp xã hội, tôi thì suốt ngày tính toán chi ly, so bì với mấy thỏi vàng, Giang Việt Linh yêu tiền như mạng. Cô ấy từng yêu tôi như thể yêu tiền, tôi cũng xem như nửa cái mạng của cô ấy, cô ấy vẫn đủ nhạy bén phát giác được tôi đang lo lắng, bất an. Mà cô ấy rõ ràng không muốn tôi tiếp tục buồn phiền, sa sút, nghĩ trăm phương ngàn kế làm tôi vui vẻ thế nhưng cô ấy không giỏi lấy lòng người khác bình thường toàn là tôi dỗ dành cô ấy đối với nghiệp vụ phương diện này cô ấy khá là xa lạ không muốn lãng phí tế bào não cô ấy hết sức không hiểu tình thú mà chạy đến hỏi tôi muốn quà sinh nhật gì còn bảo muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ kiểu niềm vui bất ngờ hỏi thẳng mặt này tôi cũng mới thấy lần đầu nhưng phát ra từ miệng giang việt linh thì hết sức hiển nhiên tôi ngẫm nghĩ thật đúng là nghĩ đến một thứ năm lên đại học, tôi dọn ra ở riêng. Ông nội sang tên căn penthouse ở trung tâm thành phố cho tôi. Khi ba mẹ giúp tôi sắp xếp hành lý, phát hiện tờ hôn ước kia trong hộp đồ chơi cũ, họ dẻo cật tôi còn nhỏ mà đã lưu tình khắp chốn. Đã hơn 10 năm trôi qua, ấn tượng của tôi về Giang Việt Linh đã trở nên mờ nhạt, chỉ nhớ mang máng về một cô bé tròn vo hết sức đáng yêu. Nhìn tờ giấy ố vàng nhào nát kia, ký ức bị phủ bụi bỗng chốc tràn về. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người bạn chơi cùng thuở ấu thơ. Thế nên tôi mới nói với Giang Việt Linh rằng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở bữa tiệc sinh nhật của anh trai cô ấy. Hôm đó, cô ấy từ chạy vụt xuống cầu thang, đâm sầm vào người tôi. Cái tật đi không nhìn đường của cô ấy từ lúc đó đã mơ hồ biểu hiện ra. "Thật xin lỗi, anh không sao chứ?" Cô ấy lúng túng đứng nghiêm, giọng nói trong trẻo vô cùng êm tai. Tôi nghĩ cú ngã này của cô ấy đã va thẳng vào tim tôi rồi giang việt linh không nhớ cô ấy thế mà không nhớ rõ ràng ngày xem mắt cô ấy nhìn thấy tôi liền sáng bừng hai mắt vô cùng hài lòng về ngoại hình của tôi không sao dù gì cuối cùng cô ấy cũng trở thành mợ hai nhà họ lục của tôi nếu tính từ tờ hôn ước tính lên cô ấy mới là người chủ động trước nghĩ vậy tâm lý tôi thăng bằng hơn rồi tôi yêu cầu cô ấy viết cho tôi một tờ cam kết bảo đảm cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ rời bỏ tôi tôi biết không có hiệu lực pháp lý nhưng hiệu quả an ủi vô cùng tốt giang việt linh không hiểu cô ấy quá thực dụng cảm thấy ngoại trừ bất động sản tiền giấy và vàng thỏi thì những thứ khác đều không có giá trị tôi cũng tán đồng với quan điểm của cô ấy thế giới này nói đến cùng vẫn là thế giới của vật chất tôi vất vả làm việc kiếm tiền không phải vì tiền tài chẳng lẽ còn có lý tưởng cao cả hơn nếu công ty không thuộc sở hữu của gia đình tôi, tôi ước mình có thể ngày ngày đến muộn về sớm, tôi không thiếu tiền. Trước khi ở bên Giang Việt Linh, tôi cũng không nóng lòng kiếm tiền đến vậy. Anh cả tôi là người thừa kế được đích thân các vị trưởng bối lựa chọn và bồi dưỡng, trên mọi phương diện, anh ấy đều ưu tú đến mức hoàn hảo, hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách nặng nề của người lãnh đạo đời tiếp theo. Gia đình không đặt yêu cầu quá cao đối với tôi và thằng Út chỉ cần có thể đi theo anh cả tôi kiếm miếng ăn là họ an tâm rồi tất nhiên nếu có thể tích cực tiến tới gây dựng được thành tựu cho riêng mình thì họ sẽ càng vui mừng hơn ngày xem mắt với giang việt linh tôi hỏi sở thích của cô ấy giang việt linh hai mắt sáng lóng lánh nói với tôi em thích tiền tiền cũng rất tốt cô ấy như thể tìm được tri kỷ anh thấy đúng phải không thời đại bây giờ không có tiền làm sao được chứ nếu không phải biết cô ấy là thiên kim nhà họ giang tôi thật tưởng cô ấy đã nếm trải trăm cây ngàn đắng. Giang Việt Linh nhớ mi, tự hào khẽ nói, anh có tiền không? Không có tiền em không gả đâu, tôi gật đầu, không nhiều không ít, vừa đủ nuôi em, vậy sau này anh phải cố gắng gấp bội nha. Nuôi em tốn kém lắm á, tôi còn có thể được gì đây, cô ấy đã nói thẳng vậy rồi, còn không mau mau thăng tiến sự nghiệp, chẳng lẽ không muốn trước nàng về dinh nữa sao? Sau khi kết hôn, Giang Việt Linh lại không quá hài lòng việc tôi trầm mê sự nghiệp, không dứt ra được. Có mấy lần vô tình thấy cô ấy chat với bạn bè, tình yêu đích thực của chồng tôi là công việc, tôi tức nói không nên lời, còn chưa kịp phát tác, lại thấy cô ấy cạch 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 đánh ra một hàng chữ, nhưng ảnh cố gắng làm việc như vậy là để nuôi tôi. Trời ơi! Ảnh yêu tôi quá đi hà, tôi hạnh phúc quá đi. Tôi là con mọc gạo hạnh phúc nhất trên đời này phát hiện tôi đứng phía sau, cô ấy giật nảy mình, rồi lập tức mừng rỡ bổ nhào vào người tôi, ôm tôi làm nũng, chồng yêu, hôm nay anh về trễ 2 phút nha. Em nhớ anh lắm á, lửa giận của tôi mới le lói đã tắt phục, vội vòng tay quanh cô ấy, sợ cô ấy té xuống. Tình yêu đích thực của anh là công việc, Giang Việt Linh sửng sốt một chút, sau đó kịp thời phản ứng lại, định nọc hôn tôi một cái, tình yêu đích thực của anh dĩ nhiên là em rồi, vậy còn em ngoại trừ anh em còn thể yêu ai nữa chứ lời này tôi rất thích nghe giang việt linh biết nhìn mặt chia đồ ăn thừa thế bổ sung em yêu chồng em nhất sao mà em lại có được một người chồng tốt như vậy kìa nhất định là kiếp trước đã giải cứu cả nhân loại rồi tôi nhướng mày nói đi lại muốn mua cái gì giang việt linh cười tủng tỉm xuống khỏi người tôi chạy về phòng lấy máy tính bảng đám trương loan giới thiệu cho em mấy mối đầu tư anh xem dùng em nha Tham tiền. Tôi cầm lấy máy tính bảng, thuận miệng nói, em mà yêu anh được như yêu tiền, anh thật mãn nguyện rồi, có mà. Tiền là nửa cái mạng của em, anh chính là nửa mạng còn lại á, à, vậy đúng là vinh hạnh cho anh quá rồi." Giang Việt Linh trả lời hết sức dĩ nhiên, anh hiểu thì tốt, giọng điệu quả quyết của cô ấy đã thuyết phục được tôi. "Được rồi, có thể ngồi ngang hàng với tiền bạc, tôi còn có cái gì không hài lòng nữa đây?"